bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, Đồng Nai đâu? Dạ em ạ. Thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 37 tuổi. Ừ, đang băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy? Dạ anh ơi, mà em á, phát hiện chồng em á, nhắn tin với một cái cô đó là thân mật lắm, kêu bằng người vợ chồng nữa anh. Cái em á, có hỏi chồng em là sao anh quen người ta ai đây mà nhắn tin vợ chồng. Cái chồng em mới nói là chỉ nhắn chơi thôi chứ không có gì hết á. Thì mấy ngày hôm sau á, chồng em nhắn tin về, cái cô đó lại điện. Cái em bắt máy, cô đó hỏi là anh về chưa. Xong cái em mới nói ủa chị là ai vậy, chị có biết chồng tôi có vợ hai con chưa. Cái cô đó tắt máy. Cái em lại vô tin nhắn Zalo, em lại thấy nhắn tin với người đó nữa là cũng vợ chồng thân mật lắm. Rồi còn hẹn đi ra nhà nghỉ được nữa. Lúc đó anh sốc, anh đau lắm. Tại vì vợ chồng em ở với nhau mười mấy năm rồi, em cũng mới sanh á. Em lại hỏi chồng em là cái này là cái gì đây. Có chồng em công khai với em luôn, nói là quen cái người đó vậy đó, có đi nhà nghỉ rồi vậy đó. Rồi bây giờ em mới tức quá, em mới kêu là thôi em với anh ly hôn đi, chứ sống vậy em không chịu được. Rồi xong chồng em á, mới đầu không có chịu ly hôn. Chồng em á mới mướn nhà trọ cho cái cô đó ở luôn, và dẫn cô đó lên đây làm luôn, bán cà phê cho bạn của chồng em. Xong rồi buổi trưa á, là em của em ruột của em thấy xe chồng em đậu trong cái phòng trọ đó đó. Cái máy điện em mới nói là em thấy xe của ai giống xe của chồng chị đậu bên đây nè. Xong là em mới đi qua bên đó, là em thấy đôi dép của chồng em ở ngay cái phòng trọ đó đó. Em mới gõ cửa, mở cửa ra là hai người đang ở trong đó luôn. Em bắt gặp trong phòng trọ đó luôn. Xong rồi em đề nghị ly hôn mà chồng em ký luôn. Bây giờ em đang chờ tòa kêu. Rồi, thế là con lớn được bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn mới 12 tuổi. Thế đứa nhỏ lại được mấy tháng? Đứa nhỏ này được 9 tháng. Thế à, rồi. Bởi vì theo luật thì phụ nữ mà đang nuôi con trong thời kỳ thai sản, con dưới 12 tháng thì không được phép ly hôn. Tóm lại là cái chuyện mà anh ta ngoại tình là anh ấy công khai rồi, đúng không? Công khai không... luôn. Trong khi đó em có con nhỏ, em đang suy nghĩ nhiều lắm mà. Rồi. Anh ta không phụ em một đêm nào hết, chỉ một mình em lo hết. Khi đó thì anh ta đến ngủ với cái người đó, rồi. Không phụ em đêm nào hết. Ở nhà á, anh ta gọi điện nhắn tin với cô ta tối ngày, mà nhiều khi nhắn cả trước mặt em luôn. Em mới nói tại sao anh làm như vậy. Anh ấy nói là tại vì người đó hiểu anh hơn. Với cái tình trạng như anh chồng của bạn thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh Đoàn ạ. Dạ. Rồi chào em. Dạ chào anh. Mình sinh hai đứa cách nhau xa nhờ, đứa kia 12 rồi đúng không? Dạ, tại đứa trước em đẻ em cũng khổ lắm. Cho nên em không có dám đẻ nữa. Anh chồng em nói là thôi em đẻ đứa này cho anh nữa đi, cho có anh có em. Rồi sanh đứa này ra anh cũng phụ cho. Tại vì đứa trước cũng mình em là không có phụ gì hết trơn á. Đêm hôm con khóc thì cũng mình em, mà anh ta nói là anh đi làm cực nên anh về anh nghỉ ngơi. Còn em là phụ nữ, em ở nhà em nuôi con, em chăm con đi để cho anh thời gian nghỉ ngơi đi kiếm tiền, là anh chỉ tao gọi chứ mỗi việc kiếm tiền thôi. Cho nên em cũng ngán, em không dám sanh. Giờ đẻ đứa này ra mới có mấy tháng anh ta lại quen người khác bỏ em. Thế hiện nay thì cuộc sống của mình thế nào? 12 năm vừa rồi mình có đi làm gì không? Hay là mình ở nhà? Có, em đi làm công ty. Nhưng mà em sanh đứa thứ hai này, cái em lại mất việc 2 năm nay, cho nên một mình anh ta đi làm á cũng áp lực tiền á anh. Cũng bị chết. Xong rồi cũng tìm cô gái đó tâm sự. Cái nhà hiện nay mình đang ở nó có ổn định không? Mình có phải đi thuê hay là em nhà em đang ở mình? Nhà thuê. Hai vợ chồng em dành dụm mua được một chiếc xe hơi để anh ta chạy taxi. Thế rồi còn thì là quê mình thì ở nơi khác lên Sài Gòn. Đúng. Tòa đã gọi lần nào hòa giải chưa? Dạ chưa, mới nộp đơn nay được một tháng ạ. Anh ấy nộp hay là mình nộp? Hai vợ chồng cùng nhau ký luôn, mà hôm bữa em không biết là em nghe nói là hai vợ chồng đồng thuận ký, tòa sẽ giải quyết nhanh á, cho nên hai vợ chồng ghi vô là không hợp nhau, chứ em không có ghi là do chồng ngoại tình. Rồi, thế thật sự trong lòng của mình có muốn ly hôn không? Hay là thực ra trong cái lúc nó bức xúc quá, mình cũng muốn là... trong lúc bức xúc quá thôi, chứ em cũng chẳng muốn ly hôn, tại vì hai đứa con nhỏ, em cũng còn thương chồng, nhưng mà chồng em mới quá nhẫn tâm, là nói với thẳng với mặt em là không còn thương em nữa, mà thương cô bồ kia hơn. Thôi thế này này, vợ chồng ở với nhau 12 năm, con cái cũng đã lớn và chắc chắn nó cũng đã có rất là nhiều những cái va đập cãi cọ rồi. Đoán rằng người đàn ông này nếu như mà mình không phát hiện ra hoặc không đòi là phải ly hôn thì chắc anh vẫn một mặt thì duy trì là vợ con gia đình. Chứ ông ấy cũng không có ý đồ là đi tìm một cái cô nào đó để yêu thật sự rồi về bỏ vợ để lên với người kia.
sau sinh phụ nữ ấy, là nhiều người về tâm lý tinh thần nó bấn loạn lắm, nhiều người còn có trầm cảm sau sinh nữa cơ, chưa có sự việc mà đã trầm cảm rồi, huống chi như mình nó lại có vụ việc này, cho nên là cái chuyện nó rối loạn, nó bất an, rồi dẫn tới việc là mình làm nó quá đi, và cuối cùng thì ông bảo đã thế thì ly hôn. Mình cũng nhận ra rằng là anh ấy thì không tốt, nhưng mình cũng cứ tạm gợi nghĩ rằng là trong cái hoàn cảnh mình sinh con mang thai nghỉ đẻ, rồi cái chuyện vợ chồng nó cũng không được gần gũi nhiều, rồi cái đi lại quan hệ vợ chồng nó không được thỏa mãn, rồi anh ấy là cái nghề lái xe nó cũng cứ va đập nhiều, nó nhiều đối tác đối tượng, và chắc đây là cái đối tượng mà chỉ để gọi là cặp với nhau thôi. Mình lại thấy rằng là bây giờ nếu mà có ly hôn xong tự nhiên mình cũng không thay đổi gì được lớn, chỉ có điều rằng là một đứa con thì sẽ đi với ba, một đứa thì theo mình chắc chắn là mình sẽ phải trông cái đứa nhỏ này đúng không, đứa lớn 12 kia nó đi với ba nó rồi, nhà cửa thì chia đôi. Thực ra thì chạy từ một cái nỗi buồn này sang một nỗi buồn khác cũng không phải nhẹ hơn chút nào cả. Tự nhiên thành single mom đi làm, con còn nhỏ, bây giờ mà đi gửi nhà trẻ mẫu giáo gì đó là phải thuê người, chứ con còn quá nhỏ đúng không? Mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên là cái việc ly hôn ấy chưa chắc đã phải là giải pháp tốt nhất trong cái hoàn cảnh của mình lúc này. Mà tòa thì chưa có ra quyết định, thì nếu mình cân nhắc, khi mà tòa người ta gọi ra chắc chắn sẽ có hai vợ chồng người ta hỏi rằng là đấy, nhận được đơn như thế bây giờ anh chị có thay đổi ý kiến không? Thì mình cũng cứ nói thật lòng mình đi, là em rất buồn bởi vì trong lúc em mang thai sinh con, chồng không quan tâm, lại còn có cái chuyện quan hệ ngoài luồng, em rất là bức xúc. Cho nên là em chỉ mong muốn là giải tỏa, nhưng mà thứ nhất là con em hiện nay còn nhỏ, em thì ở nhà không có cái điều kiện đi làm việc, và cũng bình tâm trở lại em thấy rằng là, tức là mình nói thì mình muốn rằng là vợ chồng ngồi với nhau rồi khắc phục những cái chuyện đã xảy ra như thế nào đó để không phải ly hôn trong lúc này. Ít nhất là lúc này mà ly hôn là em sẽ rơi vào cảnh rất là khó khăn nhá. Thế đấy là về thực sự lòng mình là không muốn. Còn nếu cái chuyện mà nói ly hôn thì là dọa anh ấy xem anh thế nào. Nhưng mà không ngờ là với một cái người mà họ đã gọi là có tình cảm với người kia rồi dọa thì nó lại không đúng vở, không đúng bài. Đáng lẽ bình thường người phụ nữ dọa là thế thì ly hôn đi, thì thường những người chồng nhận ra lỗi lầm sẽ thề sẽ hứa rằng là đối với anh vợ con là quan trọng nhất, cái kia chỉ là cái cảm nắng cảm gió rồi cảm gì rồi nó cũng sẽ qua rồi, cho anh thời gian anh thề anh hứa anh sẽ khẳng định tình yêu tình yêu đấy. Thế nhưng mà anh không làm thế, và anh nói thẳng luôn là anh có cảm xúc như thế kia. Đúng rồi. Cân nhắc giữa hai cái cũng thiệt, chọn cái đỡ thiệt hơn. Ví dụ ít nhất là ly hôn là một cái thiệt nặng, bởi vì mình nuôi con một mình, trong lúc con còn rất bé mà mình chưa có việc làm, mà cái nhà thì cũng nhà thuê. Thế còn thì nếu như trì hoãn lại được, mình xem xét xem rằng cái chuyện cái người đàn ông đi cặp bồ, rồi sau đấy bình tâm trở lại, ông có thề, có hứa, ông có nói là gì không. Đặc biệt là ví dụ như trong thời gian này ông ấy có còn mang tài chính, có thể mang tiền về để cho mình nuôi hai đứa con và bảo đảm cuộc sống gia đình không, hay là dồn hết tiền cho cái cô kia rồi. Đấy, thì lúc này là tiền là một này, cái sự gọi là tạm thời yên ổn, có mái nhà để ra vào, và mình bình tâm mình ngồi nuôi con, chứ còn suy nghĩ nhiều vớ vẩn là mình mất sữa nữa, là rồi nuôi con rồi nó lại bệnh nọ tật kia, mình còn khổ lắm ấy nhá. Thế thì lúc này là cái lúc mà lựa chọn một cái giải pháp đỡ thiệt hại nhất. Còn sau này khi mình bình ổn rồi, mình có công ăn việc làm, mình lại thu nhập tốt, mình lại thấy là không thể chịu đựng được cái này, mình quyết tâm là phải giải quyết, thì hoàn toàn có thể lựa chọn sau nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng. Em xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Vâng ạ, em chào anh Thành Văn ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Câu hỏi em, của chị là gì ạ? Vâng, em năm nay năm 33 tuổi, thì cái năm em 49 ý anh ạ, thì là ở ngực bên trái, mỗi khi kỳ kinh đến thì nó cứ đau nhói, cũng bị chảy dịch. Em đi em khám ở bệnh viện huyện, bác sĩ hỏi siêu âm cho em, họ bảo là 0,6mm nhân 0,3mm. Vâng. Thì em cũng vẫn thường xuyên là 6 tháng một lần siêu âm, thì bác sĩ cũng không bảo là không phải lo gì đâu, bây giờ cái này là nó là cái nhân sơ thôi. Thì em bị mất kinh 2 đến 3 năm nay rồi anh ạ, thì bây giờ là hàng tháng anh ạ, nó cứ đau ê ẩm thế, phải đi đến mất đến 10 ngày anh ạ. Khi mà em tắm ấy thì em cũng sờ thì cũng thấy cái dịch nó trong anh ạ, nó chảy ra. Em thì em mới ngửi thì em không thấy mùi vị gì anh ạ. Em muốn chương trình tư vấn cho em xem là bây giờ em phải đi đâu em khám xem nó ra cái gì anh ạ. Bởi vì bệnh viện thì họ cứ bảo là nhỏ tí như này không phải lo đâu,
em cũng uống cái Nga cũng khá ngay ạ. Đấy thì là cũng mỗi lần uống thì bây giờ nó cũng không đau nữa, nhưng mà em cũng lo lắng quá anh ạ. Chị đang rất lo lắng, nhưng mà để cái u cái cục trong người nó tận 3 năm nay, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị, và không phải chỉ riêng với chị đâu, mà rất nhiều phụ nữ ở cái tuổi mãn kinh như thế này nó sẽ có nhiều cái bất thường mà chúng ta cần phải thăm khám bệnh tật thường xuyên. Mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng ạ. Xin chào mình nhé. Vâng ạ, em chào chị ạ. Thế mình đã mãn kinh hoàn toàn chưa? Cách đây thì 2 năm thì mất hoàn toàn rồi chị ạ. Thế có nghĩa là mình đã mãn kinh rồi đấy. Vâng ạ. Mình có nói là dịch đấy là dịch ở đầu ngực của em đúng không? Vâng. Thế còn cái khối mà em sờ thấy thì nó ở đâu? Cái khối sờ thấy thì nó ở vị trí là 12 giờ chị ạ. Như vậy là cái dịch đấy nó chảy ra ở đầu ngực của mình, và một cái khối u khác nó nằm ở trên cái ngực của mình, là hai cái vị trí đấy khác nhau mình nhá. Ở tuổi như của mình ý, thì đấy là bất thường. Mình đã mãn kinh 2 năm nay rồi. Vậy thì những cái khối đấy hay là cái chảy dịch đấy nó không liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt, nó không liên quan gì đến những cái vấn đề về nội tiết khác nữa. Sau khi mình mãn kinh hoàn toàn mà hiện nay cái ngực của mình ý, nó vẫn còn dịch nó chảy ra, và đặc biệt nó lại xuất hiện thêm cái khối như thế, thì mình cần phải được tầm soát để mà loại trừ xem có phải là ung thư hay không. Thế và khi mà có bất kỳ một dấu hiệu nghi ngờ nào thì bác sĩ người ta sẽ phải xử lý cho mình luôn. Mình ở Nam Định thì vô cùng là tiện mà mình đi lên Hà Nội đi nhá. Thì mình đến ngay các bệnh viện về chuyên khoa ung biếu. Đấy là gì? Đấy là bệnh viện ung biếu Hà Nội. Nó ở 44 Thanh Nhàn. Hoặc là có thể mình đến bệnh viện ung biếu Trung ương mà gọi là viện ca ấy. Khi mình đi đến đấy ấy, thì quan trọng nhất là bác sĩ người ta sẽ kiểm tra tổng thể cho mình, và người ta sẽ làm sinh thiết xem là cái khối đấy của mình nó là khái gì, và nguyên nhân mà tại sao mình lại chảy dịch ra như thế. Bây giờ có thể chỉ là dịch không có vị gì, có thể là chỉ là có một chút đục như là sữa thôi, nhưng mà biết đâu một vài thời gian nữa khi mà nó biến chuyển xấu hơn nó lại ra dịch máu hoặc là dịch mủ, thì lúc đấy mình xử lý nó lại muộn rồi. Ở tuổi như của mình ý, thì rất khó có thể có những cái nguyên nhân lành tính khác từ những cái hiện tượng bất thường như vậy. Thế cho nên là mình đã có ý thức mình đi kiểm tra rồi, 6 tháng một lần rồi. Vậy mình đến hẳn cơ sở chuyên khoa đi. Nếu mình lên trên này mà người ta bảo rằng là không, đi về đi, không có vấn đề gì đâu, thế thì mình có thể yên tâm được. Và mình theo dõi tiếp. Và có theo dõi đi chăng nữa thì cũng theo dõi ở trên này nhá. Theo dõi ở các bệnh viện ung biếu, và cần thiết thì người ta sẽ xử lý cho mình sớm. Bởi vì riêng những cái khối u ở vú mà mình càng xử lý sớm thì cơ hội đối với mình càng tốt. Mình đừng có chần chừ hoặc là vì bất kỳ lý do gì thì nó muộn thì nó sẽ rất là phức tạp nhá. Thế mình bố trí đi sớm đi. Rồi. Mai sang tuần thì đi khám đi nhá. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Rõ ràng là việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nó không chỉ riêng đối với người phụ nữ mà kể cả với nam giới nói chung ở cái lứa tuổi này, đúng không anh Đinh Đoàn? Cơ thể chúng ta nó là một cỗ máy. Vâng ạ. Nó cũng chỉ có cái thời hạn sử dụng đến một cái giai đoạn nào đó là nó... Ví dụ xe máy là 15 năm, sau 15 năm là đụng đến cái gì là nào cũng cái. Vâng. Từ bugi cho đến lốp, đến xăm, đến xích, đến rệu giá thì con người tôi nghĩ là sau 50. Vâng. Cũng bắt đầu nhiều thứ lắm rồi. Đàn ông thì cũng thế, ngoài những cái bệnh chung như là tiểu đường, mỡ máu rồi gút rồi là vân vân, huyết áp cao, huyết áp thấp, thì còn có một số những cái bệnh mà lưu tâm mà liên quan đến vấn đề giới tính. Ví dụ nhiều phụ nữ là phải xem ung thư vú, ung thư cổ tử cung, của đàn ông phải kiểm tra tuyến tiền liệt, vân vân. Thế thì khá nhiều người ngồi chủ quan nghĩ rằng là ôi vẫn ăn cơm khỏe, vẫn uống được rượu, nhưng mà đùng một ngày nó lại cái tuyến tiền liệt đó, nó phì dại ra, phì đúng không, nó chèn ép thì bảo ung thư tuyến tiền liệt. Đấy thì chúng ta lưu tâm là bên cạnh cái sức khỏe tổng thể còn có sức khỏe giới tính nữa. Dạ vâng. Cái ngưỡng 50 tuổi trở ra ấy thì người ta nên thăm khám tổng thể sức khỏe thường xuyên, đúng không bác sĩ? Ít nhất là 6 tháng hay 1 năm hả bác sĩ? Đúng rồi ạ. Chúng tôi bây giờ thì trong rất nhiều các chương trình chúng tôi vẫn khuyến cáo là 50, trước 50 cũng được. Và từ 50 trở đi thì mình nên tầm soát sức khỏe ít nhất là 1 năm một lần. Vâng ạ. Vâng. Đấy là khi không có những cái gì nó quá bất thường. Và khi tầm soát thì mình làm cái gì? Mình nên khám sức khỏe tổng thể để tìm kiếm những cái dấu hiệu nghi ngờ. Và khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào thì mình nên khám chuyên khoa để mình phát hiện được những cái dấu hiệu sớm nhất ở những cái chuyên khoa như thế. Và đặc biệt là những tình trạng như cái bạn khán thính giả vừa rồi ạ. Khi mình có bất kỳ một cái dấu hiệu nghi ngờ nào thì mình phải được khám chuyên khoa sâu luôn để loại trừ những cái nguyên nhân
mà mình cần nhất đấy chính là nguyên nhân liên quan đến ung thư. Cần thiết vẫn phải làm sinh thiết để phát hiện thêm có những cái tế bào ác tính hoặc là có những cái dấu hiệu gì bất thường ngoài những cái chuyện khối u như thế hay không. Thì ít nhất 6 tháng một lần mình phải kiểm tra như vậy để mà phát hiện sớm cũng như là điều trị sớm ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Tấm Lạp Linh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và hy vọng là những cái chia sẻ của các anh các chị sẽ giúp ích cho quý vị ít nhiều trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Khánh Hòa. Alo, thính giả gọi điện từ Khánh Hòa phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ vâng, chị ơi cho em hỏi, em năm nay 40 tuổi mà em tự nhiên em bị mất kinh nguyệt tận 6-7 năm nay. Vâng. Mà em không biết là em đi khám rất nhiều nơi mà người ta cứ bảo em là prolactin cao là làm sao ạ? Vâng, tức là mình mất kinh 6-7 năm nay rồi và cũng đã đi khám bệnh đúng không? Thì bác sĩ có cho chị cái hướng điều trị như thế nào không? Dạ em có khám bệnh ở bệnh viện phụ sản trung ương thì người ta cứ bảo em là cái nhóm prolactin cao là cái nhóm máu đấy nó cao như kiểu là người đang có bầu cao mà trong khi đấy em không phải có bầu. Vâng, và mình mất kinh hoàn toàn 6-7 năm nay rồi. Lúc trước thì 3-4 tháng em lại thấy một lần, xong rồi 5-6 tháng lại thấy lần, xong bây giờ thì cách đây khoảng độ nửa năm là không thấy lần nào nữa. Vâng. Mình cũng đã đi khám rồi nhưng mà còn không yên tâm điều gì nữa, vì là mình khám ở bệnh viện phụ sản trung ương cũng là cái tuyến cao nhất về sản phụ khoa rồi. Vâng, nhưng mà ý là em đi khám mà bác sĩ lại cứ nói thế thì em không hiểu em bị làm sao, chị cho em gặp bác sĩ được không ạ? Vâng. Vấn đề băn khoăn của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Khi prolactin ấy, trong cơ thể mình thì nó có rất là nhiều nội tiết nhá, các cái chất nội tiết ấy, và các cái nội tiết mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nó cũng nhiều, và trong đấy thì có một cái loại nó gọi là prolactin. Thế thì để mà cho cái sức khỏe sinh sản nó hoạt động bình thường ấy thì tỷ lệ của các cái hormone đấy á nó phải ở cái tỷ lệ cân đối giữa nhau ấy. Thế nhưng mà em là cái đấy nó lại cứ cao lên. Thì nó cao ở đấy, thế cho nên là vì nó bị cao cho nên rằng nó gây ra cái trục trặc của em như vậy. Thế thì vấn đề là khi mà người ta chẩn đoán là prolactin cao thì người ta có hướng điều trị gì cho em không? Dạ, người ta cho em một cái loại thuốc mà gọi là Dorsilex đấy ạ. Cái viên đấy nó nhỏ xíu nhưng mà em uống vào thì cái prolactin nó lại hạ mà em lại thấy, nhưng mà em ngừng uống phát nó lại cao lên. Đấy thì như thế có nghĩa rằng là cái hormone đấy nó luôn cao trong mình và nó đã làm rối loạn các cái hoạt động của các cái hormone khác, hay nói cách khác là rối loạn cái sức khỏe gọi là sinh sản hay sức khỏe kinh nguyệt của chị đi. Đấy, và nó không có làm cho chị kinh nguyệt nó thất thường, thậm chí là không có. Vì vậy người ta mới cho chị thuốc. Cái thuốc là Dolex đúng không? Thì cái thuốc đấy để nó làm cái cân đối đi. Cân đối cái hormone cho nó về bình thường và nó làm hạ cái prolactin kia đi kìa. Và chị lại thấy có kinh nguyệt. Thế và không uống thì nó lại trở về như là trạng thái của mình ý, đúng không? Thế thì uống cái này nhiều thì có hại không bác sĩ? Đã nói đến thuốc là có hại, tuy nhiên rằng là mình lựa chọn cái gì bây giờ. Đấy, em 40 tuổi thì có gia đình có con chưa? Dạ em có hai cháu rồi. Nhưng mà em hay kiểu là cứ mất ngủ, em người nó cứ bức xúc kiểu gì ạ. Các cái rối loạn nội tiết nó gây khó chịu và mất ngủ lắm. Tuy nhiên rằng là người ta đã có một cái phương án điều trị cho mình rồi thì mình cứ theo. Em nói là em mất ngủ với người khó chịu là khi uống thuốc điều trị vào hay là không uống thuốc điều trị nó vẫn bị? Không uống thuốc ạ. Không uống thuốc kia lại thế.
uống thuốc vào thì nó dễ chịu hơn đúng không? Vâng. Đấy. Thì nó lại thấy kinh thì nó lại dễ chịu hơn. Vâng. Thế mà cứ 2-3 tháng em đều uống thì em đi khám lại thì bác sĩ vẫn cho cái thuốc đấy. Bởi vì nó là thuốc đặc hiệu. Đúng không? Nó là thuốc đặc trị cho cái tình trạng mà prolactin của chị cao. Thế thì mình cứ phải uống thôi, uống lâu dài và hy vọng là cái prolactin đấy nó xuống. Thì mình cứ thế là dùng thuốc. Thế và cái dùng thuốc thì nó làm cho mình dễ chịu hơn này. Rồi có thể nó có cái tác dụng phụ gì đó thì mình cũng chấp nhận, bởi vì mình như là một người mà gọi là không khỏe mạnh, hay nói cách khác là bị bệnh. Thế thì mình phải dùng thuốc. Và khi dùng thuốc thì mình lại thấy thoải mái hơn, người nó đỡ khó chịu hơn. Thì mình phải chấp nhận thôi. Có thể cái thuốc đấy nó có cái tác dụng nhỏ ấy, nhưng mà nó lại không gây khó chịu như là mình không uống thuốc. Thế thì đấy là cái sự lựa chọn của mình. Trước mắt thì em chưa thấy cái gì, nhưng đó, không biết là rồi nó có tác hại gì không vậy thôi ạ. Uống nhiều thuốc, uống lâu dài thì nó sẽ có thể có những cái tác dụng phụ. Tuy nhiên rằng là trước mắt thì mình cứ dùng, bởi vì cái mà ảnh hưởng nhiều nhất hay lo lắng nhất là sợ đến cái sức khỏe sinh sản, là mình ảnh hưởng đến con cái hay gì. Nhưng mà bản thân mình đã có 2 con rồi, đúng không ạ? Vâng, thế bây giờ lại hy vọng rằng mình ở cái tuổi 40, 1-2-3 năm nữa, hoặc là đây là cái rối loạn nội tiết ấy, ở cái tuổi gọi là tiền mãn kinh đi, nó hơi sớm, hoặc là bước sang tuổi tiền mãn kinh xong là qua cái tuổi đấy thì cái hormone nó lại trở về thuần thục thì mình lại không bị phụ thuộc vào thuốc nữa. Thì cứ tin tưởng và theo thôi, vì mình cũng đã đi điều trị ở cái tuyến mà rất là có kinh nghiệm rồi ấy. Đó. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ có một sức khỏe tốt hơn chị nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả chương trình nhá. Em chúc tất cả ekip sức khỏe nhiều nhá. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn tình cảm của chị. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tây Ninh. Alo, Tây Ninh đâu ạ? Dạ vâng, anh ơi cho em hỏi nhé. Em á, năm nay 40 tuổi rồi, chồng em 44 tuổi, mà em có một con trai là 17 tuổi, chứ con gái em là 12 tuổi. Mà con trai em á, là nó kiểu như đồng tính á anh. Vâng. Dạ, thì em muốn... em muốn hỏi chương trình, em cứ băn khoăn mà em không biết là em có muốn là sinh, em có nên sinh thêm đứa nữa hay không ạ? Làm sao mà bạn khẳng định được là con trai 17 tuổi của bạn là đồng tính? Tại vì cứ thích kem với son phấn với lại thích đi chơi với bạn gái không à? Thế là em hỏi thì con em cũng nói là thích làm con gái, em cũng đã từng đưa đi đi tư vấn ở dưới thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì bác sĩ cũng có nói là cái ảnh hưởng giới tính là đến 60%. Thế à? Em đi khám cách đây 2 năm. Vâng. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi xin chào mẹ trẻ. Em chào anh ạ. Mình 40 hả? Dạ em 40 ạ. Con trai là 17 rồi, học lớp mấy? Học lớp 11 à? Hay là cháu nghỉ học rồi? Nay cháu đang học 11 ạ. Học lớp 11. Mình thấy nó cụ thể hơn một chút, ngoài cái chuyện là thích chơi với bạn gái rồi là hay son phấn, thì mình còn thấy cái gì nó bất thường nữa không? Dạ, nói chung là đi thì nó không có được bình thường như người ta, mà đi nó cứ ngỡ nào ngỡ nẹo vậy ạ. Ngỡ nào ngỡ nẹo. Em nói là con có thay đổi được không hay này kia cái nọ. Thế nó nói là giờ con như vậy rồi thì làm sao mà con thay đổi được. Rồi. Thấy nó có bạn không? Người yêu, người ghét dạ, thế nào? Dạ không. Chỉ đi chơi với con gái thôi à? Chỉ đi chơi cả ở lớp, về nhà hay bất cả là điện thoại nhắn tin thì cũng là toàn với con gái không ạ? Rồi. Thứ nhất là phải thông báo với mẹ là con trai của mẹ ấy, cái vỏ bên ngoài mẹ sinh ra, cô y tá, cô hộ lý, bác sĩ hộ sinh nhìn qua thấy nó có cái con chim thì hô lên là con trai rồi, và ghi ở trong giấy khai sinh là trai. Nhưng thật ra thì hồn cốt của nó, bên trong ruột của nó là đứa con gái. Thế cho nên vỏ một đằng, một ruột một nẻo. Và cái trường hợp này thì chúng mình cũng biết rồi đấy.
Có rất là nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam đã đi sang Thái Lan, mất một số tiền nhất định, sau này trả đúng nó về con gái thôi. Những cái gì mà bà mụ nặn chót nhầm, chót dài, chắc là trong lúc mà đang nặn con gái thì bà ấy mãi nói chuyện, bà nhận thêm cái mầm và bà nhét vào thành nó thành con trai, chứ còn thực ra nó đứa con gái. Chứ còn ban nãy lúc đầu mẹ nói là đồng tính thì phải thế này, đồng tính là nó là con trai. Trông nó cũng rắn giỏi, nó cũng khỏe mạnh, chỉ có điều rằng nó thích con trai, nó yêu con trai, rồi nó có ham muốn tình dục với con trai. Chứ còn con nhà mẹ là ống nghẹo ẻo lả son phấn này rồi để con trai á. Thì tất nhiên vì nó là con đơn gái mà nó muốn làm con gái, mà may mà nó cũng chưa nói rằng mẹ ơi mẹ cho con bao nhiêu nghìn đô để con đi Thái Lan con chuyển giới. Bây giờ thì nó chưa nói nhà hồi đó nó cách này 2-3 năm trước nó kêu mai mốt con đi chuyển giới. Đó, sau này nó mà học xong nó ra đời nó đi làm nó lại kiếm được tiền thì rất có thể rằng là một lúc nào đó, không phải bây giờ nhưng mà lúc 25-30 tuổi nó có điều kiện thì nó mong muốn được trở lại cái giới tính thực sự của nó, thì thôi cái đấy thì mình tôn trọng. Theo tôi thì bây giờ thì tóm lại thì thế này, mình cứ cho rằng mình có đứa con gái nữa đi, thay vì mình đang mừng rỡ là có cậu con trai đầu còn đứa con gái sau, đúng không? Nhưng bây giờ phát hiện ra là nó là cái đứa chuyển giới, tóm lại nó cũng là đứa con gái đi thôi, nhưng mà nó để nhầm ở trong cái vỏ là con trai, vậy là mình có 2 đứa con gái. Và mình mong muốn là đẻ một đứa nữa để phòng, gọi là bù hao cho cái thằng cu này, đúng không? Trời ơi, 40 rồi, mẹ ơi mẹ nhớ là trứng của mẹ sắp đến giai đoạn nó cũng hư hư rồi đó. Giai đoạn sinh sản tốt nhất, con cái khỏe mạnh nhất là khoảng độ 30-32 đổ lại thôi. Bây giờ 40 tuổi rồi, mẹ có cố đẻ, thứ nhất là đã chắc gì đẻ được con trai để bù cho cái thằng cu này. Cái việc thứ hai là chắc gì khỏe mạnh. Trời ơi, nếu lỡ ra mà lại một đứa cũng là con gái mà lại còn có cái khiếm khuyết gì đó thì mình cứ ân hận cả đời. 40 tuổi rồi, con nào cũng là con, mẹ cứ vui với cái chuyện có 2 đứa con gái đi. Nó là con của mình, nó lành lặn, sau này nó muốn trở thành con gì thì nó là con, nhưng mà nó là con của mình. Mình đang có muốn là bù hao, đúng không? Mình hy vọng là mình có một trai một gái, bây giờ phát hiện ra là thằng kia không phải là trai xịn, cho nên là mẹ muốn đẻ một đứa nữa để bù, đúng không? Nhưng mà muộn rồi, thôi, con gì cũng được, vui đi. Lo cho các con đi, mình giữ gìn sức khỏe đi. Bây giờ mẹ 40 xong rồi chầy chật với mang thai đẻ con, rồi cha già con cọc, rồi giặt dẹo ốm đau thì rồi khổ một đời. Hãy nhớ rằng cuộc sống của chúng ta, trời cho cái gì chúng ta vui với cái đó. 2 đứa con trai cũng mệt, mà 2 đứa con gái cũng mệt, mà có con cũng mệt, không có con cũng mệt. Cho nên là thôi đừng có nhé. Còn nhiều thời gian, nhiều việc để làm những chuyện khác hay ho hơn nhé. Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn chương trình nhà. Xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Dạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo. Vâng, xin chào thính giả. Cho em hỏi, em ở Bắc Ninh, vợ chồng em tức là ở nhau ấy mấy chục năm rồi, nhưng đến bây giờ đuổi em đi ấy. Bây giờ em ra đi, ví dụ như em làm bên thì cái đất thì không phải của mình vợ chồng mua mà của bố mẹ chồng để lại. Vâng. Thì bây giờ ví dụ em đi chia bỏ nhau thì cái tài sản mà làm ra sắm sửa hoặc cái nhà đấy thì em có được chia không? Vâng, tức là bạn đang quan tâm tới vấn đề phân chia tài sản đúng không ạ? Hai bạn đã chính thức ly hôn chưa ạ? Chưa, nhưng mà nếu mà ra tòa. Vâng, về vấn đề của bạn xin nhờ chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, xin mời anh ạ. Rồi, xin chào bạn. Vâng, chào anh. Vâng. Thế bảo lấy nhau mấy chục năm? Tức là em cũng lấy vào 28 năm rồi. Nhưng lấy mà... chồng lúc 22, con cái lớn hết chưa? Lên trước bà nội, bà ngoại chưa? Chưa, em chưa. Còn em nó chưa đã lấy vợ, lấy chồng. Rồi, mâu thuẫn là tất nhiên tí nữa sẽ nói đến chuyện là chia đất đai tài sản. Nhưng bây giờ mình xem là có đáng để mà ly hôn không? Vì mình có sống với nhau 28 năm rồi. Cái lỗi là lớn sống... nhất là cái lỗi... gì? Và sống với nhau thì lúc ngày lấy nhau là em không có tình cảm ấy. Nhưng mà mình hiểu cái hoàn cảnh là mình cũng khó, cũng khổ. Mình cứ đi lấy chồng, coi như nhắm mắt đưa chân. Ở nhà đói sống... cũng đi lấy chồng cho đỡ. Vâng, đỡ miệng không ăn. Phải là ở nhà đói mà hoàn cảnh là mình ở nhà cũng khổ. Mình làm gái mình cũng không thể đứng mãi để làm cái trụ cột gia đình được. Nhưng mà bước chân đi lấy chồng thì cái chuyện tình cảm mà bên gia đình nhà chồng là mình không có, mình khổ, vất vả rồi thì lại bị sức lén với cái tình cảm. Tức là em sống trong những cái ngày tháng lấy chồng không có một ngày nào hạnh phúc,
Thế nên là đến lúc chật chọc cũng nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì em lại quyết định đi. Hai đứa, một đứa trai, một đứa gái nó cũng ủng hộ mẹ. Một đứa thì nó đồng ý em, nó bảo mẹ về ngoại đi, chứ cứ sống với nhau như này suốt ngày cãi nhau đánh nhau. Thế tức là em hay bị bạo lực gia đình. Ồ thế à, bị đánh rồi. Ông em làm đi, ăn cái gì? Chả làm gì, làm ruộng thôi. Có rượu chè không? Có chứ. Rượu chè bạo lực. Thế xong có cái gì kinh khủng hơn nữa không? Ông ấy có gái mú gì nữa không? Cái đấy thì không. Sống kiểu như là không có ngày nào là mình không rơi nước mắt đấy. Nhiều lúc ăn cơm em cũng phải chan nước mắt, mà thậm chí mình cũng vất vả. Tất nhiên là ai có cái sai thì, nhưng mà sống gia đình thì em không có hạnh phúc. Tóm lại là chưa có ngày nào hạnh phúc. Đã bao giờ thế nói với ông ấy về rằng là tôi sẽ bỏ ông chưa? Có chứ anh. Ông ấy bảo sao? Ông bảo mày thích thì mày bỏ à? Không, thật vừa rồi nó xảy ra cái chuyện nó bạc với mình quá, nó sống hết tình hết nghĩa thì em mới quyết định ra đi. Còn mình cũng chịu khổ với con 35 năm. Tức là hiện nay mình đã ra đi đúng không? Vâng. Cãi cọ nhau rồi ông ấy bạc bẽo, cuối cùng mình rứt áo ra, đã về bên ngoại. Ông bà ngoại bao nhiêu rồi, còn khỏe không? Bố mẹ em mất mấy chục năm rồi. À thế à, mình về bên ngoại là mình về với ai? Về với em. Ở với cậu em. Mà trên nền đất của bố mẹ ngày xưa để lại đấy hả? Vâng. Xong rồi cậu em với lại cô em dâu có vui vẻ không? Nó cũng biết là hoàn cảnh mình như thế, nó cũng chẳng nói gì. Ra nhà mấy ra nhà của bố mẹ đấy thì vẫn còn nguyên. Còn nó thì làm nhà trần riêng cũng ở trên mảnh đất ấy rồi. Mà công sức của em rất là nhiều. Cho nên là em về thì cũng không ai nói gì cả, vui vẻ. Nhưng mà em cũng không dự tính là mình chia tay đất, chia đai gì. Tức là mình chỉ ở, nó khi nào mất thì thôi, chứ mình chẳng có ý định là chia đất chia cát gì với em cả. Thế nhưng mà lúc ấy em đi thì em bảo với bà chị với cả chồng là tức là em đi em xả hai bàn tay trắng em để lại cho con em, tức là nhà cửa em làm nên đủ hết, em chẳng thiếu cái gì. Thế nhưng mà nghĩ đến lúc nó bạc quá thì em mới bảo là em làm đơn, thì em chỉ kê khai, em làm đơn, em gửi đơn cho rồi, nhưng mà chồng nó không ký. Thì em chỉ kê khai là cái tài sản ở trên nền em là chỉ có cái 90 mét vuông mà cái nhà 3 tầng thôi. Còn trong sắm sửa các thứ là em không kể ra. Thế, nhưng mà nó không ký, nó bảo mày chả có cái gì ở đây cả. Nghe tình hình thì biết rồi. Đất thì sổ đỏ là của bố mẹ chồng, chứ cũng chưa phải tên mình đúng không? Không, tên thì ông cũng cho tên, nhưng mà đứng tên chồng, không đứng tên cả vợ cả chồng. À thế thì đứng tên một mình chồng thôi, nhưng mà em không nói chuyện đến đất. Em chỉ tính là cái tài sản em thực làm ra thế trên thì tài mặt sản đất thôi. Nó không bao nhiêu cả đâu. Chủ yếu bây giờ nếu có là miếng đất, chứ còn cái nhà 3 tầng xây lên đã ở 10, 15, 20 năm nó đâu, cũng sập. Em mới làm năm 16. Thế thì hồi người ta quy ra là cái nhà này là làm hết. Hồi là chẳng hạn 300 triệu, 400 triệu khấu hao trừ ở đi. Bây giờ thì nó còn một vài trăm. Thế trong nhà có một cái xe máy, một cái tủ lạnh, một cái tivi. Thật ra thì mình cũng đang dùng, chứ chẳng phải là cái đồ tài sản mới. Thế cho nên thực ra chia thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Đất thì mình chẳng có rồi. Thế và nếu người ta có cái chi ly, người ta cân đong đo đếm, cuối cùng chẳng hạn như là tổng giá trị của cái nhà ấy, kể cả chổi cùn rễ rách là 400 triệu, vậy chia đôi ra mỗi người 200. Tòa chẳng hạn người ta sẽ tuyên rằng là người chồng có trách nhiệm bồi thường hay là gửi cho người vợ 200 triệu để cô ra đi. Đấy là trên giấy tờ thế, nhưng mà còn cái việc mà giám sát rằng là ông có đưa 200 hay không thì cũng chưa chắc, bởi vì ông bảo sao chả có, đấy mày thích thì mày cứ bê tủ lạnh, mày bê tivi, mày bê cối đá đi thì ai mà biết được. Cho nên bây giờ thế này là mình mới có 50. Mình làm gì? Hiện nay đang ở nhà là có cửa hàng đồ gỗ hay là kinh doanh tại nhà hay là nông nghiệp? Không, em đi làm mướn. Làm mướn tức là cứ sáng đi tối về ở trong làng, người ta mướn là gì mình làm đó. Có nhiều hướng trong cuộc sống của mình, không nhất thiết phải ly hôn. Đến tuổi này các con cũng lớn rồi, nó hiểu bản thân mình rồi. Ngày xưa mình còn gắn bó với cái nhà ấy mình vì các con, không thể dứt được con ra. Nhưng bây giờ thì một đứa sắp lấy vợ, một đứa sắp lấy chồng rồi. Mẹ mới có 50 tuổi. Một, nếu còn trông đường được, mẹ đi công ty, đi trên Bắc Ninh đầy các công ty, khu công nghiệp Quế Phong rồi Quế Võ rồi Từ Sơn rồi. 50 tuổi người ta vẫn nhận. Đó, mình đi làm công ty nó có chị có em, lương tháng 7 triệu. Nếu mình tích cực mình làm tăng ca là tháng 8-9 triệu. Đi làm công nhân thì mình nó có giờ, có giấc sinh hoạt, nó giao lưu với người nọ người kia, có cả những cái em đó bằng tuổi con tuổi cháu mình, mình cũng tươi tắn tươi trẻ. Mình sẽ có tiền thì mình sẽ ăn mặc, rồi mình bồi dưỡng cơ thể mình, giữ gìn sức khỏe.
Đây là cái hướng thứ nhất là đi làm công ty. Hướng thứ hai là đi ra Hà Nội hoặc là ra thành phố hoặc đi đâu đó mình làm, chứ không phải cứ ở nhà sáng ai thuê gì làm đấy. Mình có thể hoàn toàn đi ra ngoài Hà Nội xin làm ở quán phở, rồi thậm chí giúp việc gia đình hoặc là tùy hoàn cảnh, nhưng mà mình đi là đi dứt hẳn nó ra đi. Thế sau rồi mình có tấm có món, mỗi tháng được 7 triệu mình ăn hết 3 triệu, còn 4 triệu cất đi, vậy một năm được 60 triệu, đi 5, 7 năm cũng được một món, mình phòng thân để cho nó đỡ phải hai bàn tay trắng. Rồi mai kia già quá lúc mà không làm được nữa rồi tính sau, nhưng lúc đấy mình có tí lưng tí vốn rồi, nó khác đúng không? Chứ còn không nhất thiết là phải đưa nhau ra tòa. Thế còn thật ra ông ấy không ký thì cũng không sao cả. Luật hôn nhân gia đình mới thì mình có thể ly hôn đơn phương cơ mà. Ông ký không ký thì thôi, mình cứ đưa đơn ra tòa, rồi còn cái việc sau đấy như thế nào thì tòa người ta có trách nhiệm, người ta hướng dẫn, mình không sợ. Nhưng mà mình nghĩ thế này này, rồi có nhất thiết phải ly hôn không, hay là mình tìm cách thoát thân, giống như kiểu mình ở một nơi mà nó bí bích quá, nó khó chịu quá thì mình giải thoát đi, mình đi đây đi đó đi nọ đi kia, xong rồi mai kia con nó lấy vợ, nếu nó có điều kiện nó xây được nhà ở chỗ khác, nó làm ở chỗ khác, nó ở thì mình về bà nội bế cháu, bà ngoại bế cháu, mình vẫn có thể vừa làm vừa hỗ trợ các con các cháu, và con cháu thì nó ở quanh quẩn bên mình để nó vui thú tuổi già. Nhưng lúc này thì các con nó cũng chưa vợ chồng gì cả, mình thì cũng còn sức khỏe ngồi ở nhà, rồi cứ bị ăn hành ăn chửi thì rồi mình cũng cứ tủi thân rồi khóc thì nó cũng hại sức khỏe, cho nên giải thoát đi nhá. Nhiều người khuyên em ấy bảo là bây giờ mình không nhất thiết phải bỏ nhau, mình cứ ly thân đi sống cho nó thoải mái, xong rồi mai con cái nó lấy vợ lấy chồng thì nó vẫn đón mình về thôi. Đúng thì rồi. Mình đừng ly hôn, thì cho nên là em cũng đang lần trần như thế. Em không phải lần trần đâu. Lúc này còn gì mà lần trần ấy, trước mình bảo rằng mình chẳng dám đi đâu, đi thì còn vướng con vướng cái. Thế bây giờ thì mình có mỗi cái thân mình thôi, thì mình đi để cho nó, tất nhiên là không phải đi là vui thú, nhưng mà nó còn đỡ khổ hơn ở nhà, đúng không? Chứ còn thì ở tuổi mình đáng lẽ là ở nhà có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi cơm nước, rồi nó vui. Những năm tháng vất vả đã qua rồi, bây giờ đến tuổi 50 là cái lúc mà được dễ chịu thì mình lại phải rứt áo ra đi, nhưng mà cũng còn đỡ hơn là ở nhà nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị có được nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chúc chị sẽ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng, thưa nha. Vâng, chào anh ạ. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Vâng, tôi vợ chồng cũng đang hiếm muộn. Vâng. Từ năm 86 tôi mới xin được một con nuôi con trai, cháu mới được có mười mấy ngày thôi. Để tôi nuôi là trưởng thành thì cháu mới sinh nở, thì con dâu mỗi lần đẻ là mổ một lần. Vâng. Thì cháu mổ ba lần rồi. Thì tôi muốn hỏi chương trình là nếu muốn được đứa con gái nữa thì liệu có mổ được không? Vâng, anh cũng rất là quan tâm đến vợ chồng của con trai mình. Và cũng rất là lo lắng, không biết là ba lần sinh mổ rồi đúng không ạ? Và một lần nữa thì không biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con dâu của mình như thế nào. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Vâng ạ, chào anh. Vâng, chào anh. Anh ơi, thế con dâu của mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu sinh năm 88 rồi. 35, 36 rồi. 35, 36 mà ba lần mổ. Các cháu cách nhau có xa không anh? Cháu lớn là 2010. Hai cháu đầu thì cách nhau 2 tuổi. Còn đối với cháu thứ ba này vừa rồi ấy là cháu cứ bảo là đẻ con gái nhưng mà cuối cùng vẫn thành con trai, thì cách nhau 11, 12 tuổi thôi. Vâng. Thế là bây giờ ông đang mong có thêm cháu gái hay cháu trai? Muốn cháu gái đấy, để cho sau này là các bố mẹ cháu là nó đỡ vất vả. Vâng. Vì gia đình là cũng có mỗi cháu đấy, là chính thứ là con nuôi chị ạ. Thế. Tức là mình hiếm muộn này, xong mình lại có được con nuôi. Và con nuôi thì rất là tuyệt vời. Nghe anh hỏi thăm và quan tâm như thế thì có nói ra thì mới biết là con nuôi, chứ nếu không thì cũng nghĩ là con đẻ. Thế thế bây giờ mong mỏi của anh là có thêm một cháu nữa. Thế các con anh ấy thì có muốn con trai chị ơi, con trai cũng mong con gái. Cũng mong có thêm một cháu gái. Thế nhưng mà bây giờ nhỡ có cháu thứ tư ấy, nó lại là vẫn là con trai thì sao? Thế bây giờ cái
cái việc mà sinh thêm một cháu nữa thì có sao không? Thì khi mà cháu mổ đẻ thì cái vết sẹo ở cái dạ con ấy rồi nó cũng sẽ lành. Tuy nhiên rằng là 2 năm sau mới nên có thai. Tại sao thế? Là đợi cho cái tử cung nó liền vào nhá, nó khỏe mạnh để có thể nuôi được cái thai đã. Và chắc chắn rằng nếu mà sinh con thứ tư thì cũng sẽ mổ. Đó, vì vậy mình phải tuân thủ là đợi cho sau 2 năm này cơ thể cái người phụ nữ khỏe mạnh này, cái dạ con nó liền này. Và nếu khi mang thai thì nó cũng hơi lo so với những cái người đẻ thường một chút, là cái thai nếu nó đậu vào cái vết mổ ấy thì nó cũng phiền hà trong cái chuyện gọi là chăm sóc em bé và cái tử cung của mẹ. Nhưng cái đó thì y tế họ cũng khắc phục được nhá. Còn về mặt cơ thể thì nếu như con dâu mình nó vẫn khỏe ấy, và trước khi quyết định mang thai ấy, thì cũng đi siêu âm. Chắc là bây giờ siêu âm thì cái tử cung nó cũng liền rồi thì nó cũng không ảnh hưởng gì anh nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Dạ, câu hỏi của em là bây giờ em muốn hỏi về bác sĩ này. Chồng của em là bị yếu sinh lý ạ. Ừ. Và mà ví dụ như thế là mình sinh hoạt thì không có được. Ừ. Bây giờ bác sĩ tư vấn cho em để em lấy thuốc cho anh uống ạ. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45 tuổi ạ. 45 tuổi, yếu là yếu như thế nào? Dương vật của nó không có lên được. À, nó vẫn cứ mềm dạ. Xèo như sợi bún thôi đúng không? Dạ. Ừ, bao nhiêu lâu nay nó bị thế rồi? Chắc chừng nửa tháng nay thôi ạ. À, mới nửa tháng nay? Thì thấy nó cứ ngoẻo đi thế à? Anh ta có bệnh tật ốm đau gì trong cái đợt này không? Có tim, bị bệnh tim ạ. Bị bệnh tim thì chắc từ lâu rồi đúng không? Chứ không phải là mới nửa tháng nay mới bị đúng không? Tim thì lâu rồi, tim mấy năm nay rồi. Ừ. Thế có hỏi là trong người chồng có mệt mỏi chỗ nào không? Có đau yếu chỗ nào không? Có thăm hỏi chồng không? Hay là chỉ thăm hỏi mỗi chỗ ý? Vâng, thì chỉ có mỗi chỗ ý thôi. Thế còn mọi chỗ khác thì vẫn khỏe hết? Riêng cái chỗ ấy thì nó thành sợi bún? Vâng ạ. Thế ngày trước thì khi nó khỏe thì một tuần được mấy lần? Cũng cả tháng luôn một lần ạ. Tức là ngày xưa thì cũng tháng một lần đúng không? Vâng. Bây giờ thì tháng chẳng thấy lần nào nữa. Vâng. Rồi, thế là bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 42 tuổi ạ. Chồng 45, đúng không? Có mấy cháu rồi? Dạ, em được 3 cháu. À, có 3 cháu rồi. Yếu thế mà vẫn được 3 cháu. Thế là lên trước ông bà nội, ông bà ngoại chưa? Dạ, lên rồi ạ. Thì bây giờ vẫn ao ước là duy trì như cũ là một tháng có một lần, đúng không? Dạ, tháng lần, hai lần. Mà 3-4 lần thì cũng càng tốt, đúng không? Dạ. Rồi, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Chào em, chị nghe câu chuyện rồi. Thế bây giờ em hỏi Cửa sổ tình yêu là mua thuốc gì cho anh uống á? Dạ vâng ạ. Mua thuốc gì thì phải đi khám. Dạ. Khám xem là bởi vì anh ấy mới bị khoảng nửa tháng nay là nó không lên thôi, đúng không? Dạ. Thế thì đi khám thì anh ấy bị bệnh tim và anh ấy có đang uống thuốc của bệnh tim không? Dạ có. À, thế và đi khám và mang thuốc của bệnh tim đi. Xem là các cái thuốc của anh ấy phải dùng ấy nó có cái tác dụng phụ là làm cho cái kia nó cứ nhẽo ra như thế không nhá. Thế là tại thuốc hay là tại vì anh ấy yếu rồi, 45 tuổi thì về sức khỏe chung của nam giới là cũng xuống rồi. Xong lại còn bị bệnh tim nữa. Mà bệnh tim ấy, một trong những khuyến cáo là cái đoạn đấy nó vừa phải thôi. Muốn tim khỏe thì chim yếu yếu một chút, chứ chim lại cũng khỏe thì tim lại yếu nhiều nhá. Vì vậy mình là phụ nữ ấy, thì nếu như theo như cái nhu cầu của em bây giờ này là một tháng hai lần mà lại mạnh mẽ như cái ngày xưa ấy thì chắc là em sẽ phải chịu thiệt thòi tí. Để mà giữ cái sức khỏe tim mạch cho anh ý. Và mình chuyển đi, mình chuyển cách đi. Một nhá, nếu đúng câu hỏi của em là uống gì thì trong tình trạng sức khỏe của anh ấy không nghe những cái quảng cáo thuốc như ví dụ như kích dục hay cái gì đó quảng cáo thì không mua. Người bình thường người ta có thể mua nhá, anh bị tim rồi. Cho nên là em không dám mua. Rồi, vậy chị có nhu cầu là mua thuốc gì cho anh uống thì phải đi khám. Nhá, và xin người ta tư vấn.
Thế còn nếu mà không khám thì mình chuyển thể cái cách phải sống chung với một ông chồng hơi hơi yếu cái đoạn dưới ấy, và lại bị bệnh tim, thì cái sinh hoạt mà hăng say như cái hồi mà có 2-3 con là hơi quá sức với anh ấy rồi đấy nha. Mà cứ tiếp tục như thế thì tim nó suy nhanh lắm, cho nên có thể quay ra hình thức khác, có thể dùng bằng các cái hình thức khác, cởi mở ra, mở lòng ra để trao đổi với nhau, đáp ứng bằng cách khác để thỏa mãn nhu cầu của em. Chứ còn anh ấy thì chắc là cái nhu cầu gọi là quan hệ tình dục nó cũng không còn được mạnh mẽ lắm đâu nha. Vậy thì tóm lại, một là mình chấp nhận là chồng mình là người có bệnh tật rồi, là bây giờ nó yếu rồi và không thể nào một tháng mà 2 lần hùng hục như ngày xưa được, mà bây giờ và cũng không phải là cứ cái súng ống kia cho vào bên mình đâu, mà sẽ bằng cách khác, bằng tay, bằng cách khác để thỏa mãn nhu cầu cho mình, mà lại nhẹ nhàng hơn cho chồng để bảo vệ cái tim của chồng nhá, chồng không bị mất sức ấy. Thế hai là vẫn cứ muốn là cái sức khỏe tình dục nó vẫn cứ phải hăng say, và như vậy thì cần phải tác động của dùng thuốc, vậy thì phải đi khám nhá. Đấy, có hai cách đấy thì em lựa chọn. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Rồi, nghe rõ rồi chứ, hy vọng là cuộc sống gia đình sẽ khởi sắc hơn nhá. Dạ em cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả. Alo, em là bác sĩ không? Câu hỏi của em là sự yếu sinh lý trước đây là 7-8 năm trước là em đã uống cái thuốc phục thành công 2 đơn thuốc rồi nhưng mà không có mang hiệu quả. Vâng. Rồi đến đợt vừa rồi là em lên Hà Nội khám cho bệnh viện Việt Đức ấy, thì một bác sĩ phó giám đốc kiểm tra và khám và cho em 2 đơn thuốc uống nhưng mà không mang lại hiệu quả gì cả. Vâng, thế là từ khi đi bệnh viện đến bây giờ là được bao lâu rồi anh? Dạ, cũng 4-5 tháng rồi. À, 4-5 tháng và mình cảm thấy là vẫn chưa có hiệu quả. Câu hỏi của anh xin được chuyển tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn cho anh ạ. Xin mời. Chào em. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 41. Em nói nó cứ không có hiệu quả, chị cũng chưa hiểu hiệu quả gì đâu. Nó tính sớm thì nó uống thuốc rồi nhưng mà quan hệ cũng chỉ được 2-3 phút thôi. Rồi, được 2-3 phút là bình thường đấy. Em là có gia đình rồi, có con cái rồi chứ hả? Dạ vâng, em có con cái rồi. Rồi, thế và uống thuốc các bác sĩ cho thì cuối cùng là cũng vẫn chỉ có 2-3 phút thôi. Đúng không? Thế bây giờ em mong muốn bao nhiêu phút? Cũng muốn là được 7-8 phút đến 10 phút nhưng mà không mang lại hiệu quả gì cả. Không mang lại hiệu quả. 2 phút tính từ cái lúc nào đấy? Từ lúc mà là hai vợ chồng quan hệ đấy. Từ lúc mà hai vợ chồng gặp nhau được 2-3 phút đúng không? Vâng. Bây giờ thì là muốn nó kéo dài hơn nữa. Đi uống mấy đơn thuốc rồi thì thấy nó vẫn cứ 2 đơn mà là do đi bệnh viện các bác sĩ kê đúng không? Thuốc gì em có để ý tên không? Nó là nội tên tiết thì, à? Tên thì em không phụ tên nhưng mà có một loại thuốc là rối loạn cương dương và một loại thuốc là rồi qua cái chất thầu ấy. Vâng. Đi hỏi y tế thì người ta bảo là như thế. Thế thì như này, tức là cái thuốc mà em đang được uống ấy thì nó là thuốc bổ nhá, là bổ thận này, bổ cho cái sức khỏe của nam giới ấy nhá. Mình mong muốn nó kéo dài lên, nó khỏe lên. Thế hiện tại thì sức khỏe chung của em có khỏe không? Sức khỏe của em bình thường ấy. Từ trước đến giờ ấy thì thường được bao nhiêu phút? Trước đây từ lúc lấy vợ đến giờ cũng chỉ được khoảng 2 phút thôi, thì uống thuốc lên cũng được 1 phút nữa. Là 3 phút. Bây giờ thì cũng 2-3 phút thôi đúng không? Nói tóm lại nó vẫn y như thế này. Ngày trước khi chưa lấy vợ có hay thủ dâm không? Quá rồi. Thế hả? Thủ dâm nặng ấy hay là thỉnh thoảng một tí ấy? Nói chung là một tuần thì có khoảng 4-5 lần. Bây giờ thì khẳng định thì nó không biết, nhưng mà rõ ràng rằng là ngay từ khi lấy vợ cho đến tận bây giờ mình cũng chỉ gần vợ được 2-3 phút. Đúng không? Và người ta có nói đến cái vai trò của thủ dâm ấy, là nếu mà khi còn trẻ mà mình lạm dụng thủ dâm,
khi thủ dâm thì thông thường ở cái khía cạnh tâm lý là nó cũng nhanh và nó làm cho xuất tinh nhanh nhá. Và nếu như mà lạm dụng nó thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng nó thành thói quen. Nó chỉ đến cái ngưỡng gần đấy thôi là nó xỉu, là nó nghỉ. Thì không biết liệu mình có phải ở trong cái tình trạng đấy không? Thế và thì chị thấy thế này, các cái thuốc mà bác sĩ cho em ấy thì nó là thuốc bổ thì cũng tốt thôi nhá. Nhưng để thay đổi một cái thói quen mà mình gọi là xuất tinh sớm, nhưng thực ra cũng không phải sớm, là với mong muốn của em. Chứ còn sớm theo cái ý nghĩa của y khoa là chỉ được dưới 2 phút thì người ta mới gọi là bị bệnh xuất tinh sớm nhá. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện con cái nữa. Nhưng bây giờ mình là con cái đề huề rồi, và từ khi lấy vợ cứ 2-3 phút thì quen thế rồi, bây giờ tự nhiên 7-8 phút vợ nó lại mệt quá là sao? Nói chung là vợ thì nó cũng không đòi hỏi gì, nhưng mà theo cái tâm lý của người đàn ông thì là cứ tầm 3 phút là nghe đây là kém. Tâm lý của mỗi đàn ông một khác chứ. Sao ấy cứ đem cái của mình đi so với thiên hạ. Của mình 3 phút mà vợ cũng hài lòng rồi, 3 phút mà vẫn cứ có con có cái đàng hoàng rồi. Thôi 3 phút thôi, rồi là lên giường rồi thủ thỉ, rồi là chuyện trò, rồi là ôm hôn vuốt ve. Thế mà không hạnh phúc à? Sao cứ phải lấy cái số phút là dính với nhau được bao nhiêu lâu? Đúng không? Vợ nó không kêu ca, nó thoải mái rồi. Bản thân mình cũng 41 tuổi rồi, cũng vừa phải thế thôi, để nó còn chiến đấu dài dài. Chứ cứ 7-8 phút rồi đến lúc lại gãy gục thì làm sao? Vì vậy đừng mong mỏi quá nhá. Nếu sức khỏe nó lên này và đi khám bác sĩ cho thuốc bổ thận và hầu hết là để bổ cho cái chuyện kia nhá, mà nó vẫn không thay đổi được, có nghĩa là cái khả năng của mình như vậy rồi. Vậy vui với nó đi, chấp nhận đi, thoải mái tinh thần đi, có khi lại còn được hơn ấy. Hơn là đến lúc vào cuộc cứ ôi dồi ôi, bây giờ phải 4 phút nha, 5 phút nha, rồi uống thuốc rồi đấy nhá. Càng mong khéo lại càng ngắn lại nhá. Thế là được rồi, thế là quen rồi. Với chuyện đấy ai bảo ngày xưa thủ dâm nhiều quá. Nói vui vậy thôi, nhưng cũng có thể nó là do tác hại của cái lạm dụng cái khi mà còn trẻ con ấy, nói không chịu nghe lời nhá. Mà bây giờ vợ nó không chê, thế được rồi, mà tuổi thì bắt đầu cao rồi nhá. Rồi chúc em khỏe và hạnh phúc nha. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Giang phải không ạ? Đúng rồi, alo. Em là một người ly hôn. Em đi làm, em gặp một cô này. Cô này thì là chồng thì bị mất được 20 năm rồi. Em quen biết thì hai người cũng có quan hệ với nhau. Thì công việc của bạn ấy thì bạn gì bạn kể là chẳng hạn yêu đương các thứ, bao nhiêu người bạn kể hết cho em được biết ấy. Thì là xong bạn yêu với một bạn là hơn, bạn ấy là hơn 20 tuổi. Yêu nhau số năm đấy, xong rồi sau một thời gian là thôi thì cũng cứ kể bạn nọ bạn kia thôi. Nhưng mà em nghĩ là không, em cũng không biết làm thế nào, có tiếp tục hay không. Em nghĩ em buồn, em chán, em hỏi tư vấn. Vâng, về câu chuyện của bạn thì cho đến nay thì hai người yêu nhau đã lâu chưa? Em thì mới được hơn một năm này. Hơn một năm nay. Và cô ấy chia sẻ những câu chuyện của mình, cái quá khứ của mình với bạn thì cũng gần đây thôi à? Yêu nhau thì được khoảng tầm 5 tháng thì bạn kể. Vâng, thì xong đến quá trình đầu năm vừa rồi thì là bạn cứ kể hết người yêu nọ, người yêu kia của bạn đi. Và khi mà mình nghe những câu chuyện đấy thì mình cảm thấy rất là buồn đúng không? Vì là mình buồn vì là sao nhỉ? Em cũng nói đặt vấn đề của bạn đi thì bảo là những cái gì quá khứ thì thôi qua rồi thì em không nhắc nữa. Bởi sao để những cái đấy thì anh là một người buồn đến sau. Vì là cô bạn gái vẫn cứ nhớ về quá khứ của mình, tình cảm với những người bạn trai cũ đúng không? Vâng ạ, thì em cũng nói với bạn ý thì là bạn ý bảo là những cái gì quá khứ rồi ấy, thì là bỏ qua. Em cũng không muốn nhắc lại nữa. Em là một người đến sau thì thôi, cái gì đấy em đã nói rồi thì thôi, thì lần sau em không nói nữa. Thế xong cứ mỗi lúc là kiểu hai người cũng hợp nhau một tí là bạn là kể bạn hết nọ kể kia, thế là em buồn, em không biết mình là có tiếp tục buồn, mình vừa cảm thấy khó chịu đúng không? Vâng, đúng ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh ạ. Rồi, chào em trai.
Vâng, em chào anh ạ. Em hâm mộ các anh lâu lắm rồi, hôm nay em được gặp anh Minh Đoàn. Rồi, rất là cảm ơn em. Bây giờ thì mình đang sống ở đâu? Em thì em ở quê ở Bắc Giang, nhưng bây giờ em chuyển ra Hà Nội em làm. À, thế hả? Này, mình nói là mình đổ gãy hôn nhân một lần đúng không? Vâng, đúng ạ. Có con không? Hiện nay em bao nhiêu tuổi? Em thì có hai đứa con, một con trai, một con gái. Và các con cháu lớn thì... chưa? Đứa con gái thì đến lấy chồng rồi, còn con trai thì đang học lớp 11. Thế là bởi vì nghe giọng của em lại tưởng là em là độ 8X đời giữa hay là đời cuối cơ. Chứ mà lại có con gái đã lấy chồng thế rồi thì... À, nhưng mà chắc lấy vợ sớm đúng không? Em 23 ở quê này, 23 lấy vợ, 24 lấy vợ hả? Thế xong con gái độ 18 là lấy chồng. Con gái thì 20 lấy chồng. 20 lấy chồng. Thế còn cái thằng cu học lớp 11 thì ở với ai? Thằng cô học lớp 11 thì đang ở với mẹ. Mà cô vợ cũ của em thì đi lấy chồng chưa? Chưa, vẫn chưa đi lấy chồng. Này thôi, cái chuyện cũ thì nó qua rồi, nhưng anh hỏi là chia tay nhau là đưa nhau ra tòa đàng hoàng ấy hả? Hay là dỗi hờn ra đúng? Ra tòa đàng hoàng hết hả anh? Đàng hoàng đúng không? Thì... Có bao giờ em nghĩ lại cái chuyện ngày xưa không? Có tiếc nuối một chút xíu nào không? Có nghĩa là cách đây khoảng tầm 5-6 năm về trước ấy, thì em cũng có nghĩ lại. Nhưng xong về sau thì em... Nó quên đi, nguôi ngoài đi đúng không? Nguôi ngoài đi thì 5 năm về trước thì em cũng có nghĩ lại. Nhưng nói chung là cô vợ em trước thì là cũng không đồng ý ấy. Bây giờ có đi lại với nhau không? Vì còn chung nhau cái thằng cu lớp 11. Chắc chắn là mẹ nó nuôi chăng nữa thì vẫn là con của em. Nó là con trai trưởng của nhà em đấy. Có bao giờ vợ chồng cũ gặp lại nhau không? Có nói chuyện ngày xưa rồi tiếc để hồi ấy em cũng cứng đầu quá. Anh cũng hơi cố chấp. Năm về trước thì em cũng đi lại, nhưng xong về sau về nhà mẹ vợ ấy ngăn cản là không cho em gặp nữa. Thế là kiểu vợ em thì nghe đừng nhà mẹ ấy. Rồi tức là không gặp nhau nữa. Vâng, từ năm 2016 đến giờ là không gặp nhau nữa. Anh hỏi kỹ thế bởi vì thế này này. Anh thấy cái hoàn cảnh của em đấy, nghe có vẻ nó rất là êm xuôi. Nếu như cái cuộc chia tay trước đây mà nó không quá nặng nề, chỉ vì cái tuổi còn che trẻ, chỉ vì hiếu thắng, chỉ vì không kìm nén được cảm xúc. Thế xong rồi chia tay nhau, thế xong rồi từ đấy giờ cô cũng chẳng lấy ai và mình thì cũng cứ chăn trở hết người này người khác. Mà nếu mà còn lòng mà nghĩ nhau thì anh thấy thà rằng nối lại với cái bà vợ cũ ấy. Còn hơn với một cái cô mà cô đi, cô yêu những thằng 25 người mà mỗi người là mấy năm rồi, thậm chí bây giờ cô suốt ngày cô kể là cô đã yêu một cái ông hơn cô 20 tuổi mà lại yêu tận 6 năm. Trời ơi, thấy nó cứ tan nát tơi bời cả ra rồi. Thôi, đấy là cái ý của anh, gợi ý thôi, chứ còn thì em là người quyết định. Hiện nay em ở một mình, em ở nhà trọ ở Hà Nội ấy. Em ở nhà trọ. Em làm bảo vệ của công ty. Rồi. Em làm của ngân hàng thì là. Thế xong quê mình ở trên Bắc Giang, chạy đi chạy lại với gia đình không? Chỉ có công việc gì em về thôi, còn bình thường là em cứ ở dưới này thôi, thì là hàng tháng thì về một lần thôi. Rồi, vâng. Hiện nay anh muốn biết rằng là cô ấy làm gì, ăn đâu, ở đâu, lang thang hay là bán phở thuê, hay là làm công nhân công ty, hay là có kinh doanh buôn bán? Cô đấy trước kia em cũng có biết, gọi là đi hàng chợ, hàng rong ở trên Hà Nội này. Hàng đi... chợ, hàng rong tức là xe đẩy, ví dụ ai mua tăm đi, không? Đi sách hàng trứng, bán hàng trứng, vịt nội. Trứng vịt lộn, phố cổ. Ớt rồi tỏi rồi chanh gánh gồng gồng này cũng vất vả đúng không? Đúng rồi, vâng. Cô quê ở đâu? Quê ở Hà Nam. Quá chồng 20 năm rồi, con lớn chưa? Con bây giờ đang đi học, thấy bảo là đang đi học đại học ạ. Rồi, đấy là cứ thấy bảo yêu nhau lâu thế mà giờ cứ thấy bảo thế thì chết thật. Chắc là lâu lắm mới gặp nhau. Anh nghĩ thế này này. Tuổi mình không còn quá trẻ để mà mình đợi chờ lãng mạn, rồi là mình thì cũng làm không có giờ có giấc thôi, cô thì cũng rất bươn trải với cuộc sống đánh bóng mặt đường. Nói chung là bấu víu lấy nhau vất vả lắm đấy em ạ. Một đằng thì cô còn nuôi con đi học, đằng thì con thì đang học lớp 11, vợ cũng nuôi, mình thì bảo vệ công ty đi chăng nữa thì chắc lương tháng cũng chỉ mấy triệu đúng không? Vâng, còn ăn, còn uống, còn trọ. Nếu không lô đề cờ bạc nhậu nhẹt thì may ra với thỉnh thoảng mới có được một chút tiền gửi về hỗ trợ cho con học hành hoặc là về với bố với mẹ. Em nghĩ rằng lại lấy một cái cô đang có gánh nặng ở quê, hai đứa con đi học ấy mà, vất vả lắm. Tuổi của mình lúc này cần một cái gì ạ? Cần một cái chốn để đi về.
em có thể em tìm một cái cô nào đấy ở gần làng nhà em, gần khu vực nhà em, góa chồng cũng được, ly hôn cũng được, tuổi không cần quá trẻ nhưng mà chịu khó làm ăn, hiện nay kinh tế nó độc lập, nó là vững chãi, nó là cái chốt để cho em. Em thì nó như là con trâu ấy, mà chạy quanh cái cọc của cô là cái cọc, đúng không? Đúng, em có đi làm ở Hà Nội hay làm Bắc Giang, thậm chí em có lên Lạng Sơn, nhưng mà thứ bảy chủ nhật lại về, nó phải có một cái chốt. Đời con người mà nó có lênh đênh ở trên sông nữa, thì rất là chán về mặt tinh thần. Thế nhưng mà dù có đi đâu chăng nữa, nhưng mà có một cái chốt là à, vợ ở quê cho nên cứ 2 tuần hay 1 tuần lại phải về, trước là thăm bố mẹ, sau là về với vợ. Chứ bây giờ hai đứa đều hai lông bông xong rồi chốt neo ở Hà Nội, Hà Nội chẳng phải quê, chẳng có bất cứ một thế mạnh gì cả. Có lẽ là hai người cùng cô đơn, một bên thì bỏ vợ lâu rồi, một bên thì góa chồng quá lâu. Rồi cái tuổi nó cũng thấy cũng không phải cành vàng lá ngọc gì, ngồi có khi gặp bữa rồi tán tỉnh nhau, rồi bên kia thì ăn bún đậu mắm tôm, bên này thì đĩa cơm bình dân, hỏi nhau 5 câu 3 điều là nó cảm thấy nó gần gũi, đúng không? Mình thấy là nó được chia sẻ. Hai cái cô đơn xong rồi níu lại với nhau, nhưng hai cái cô đơn chưa chắc đã thành tình yêu nhá. Và chưa chắc hai cái cô đơn nữa mà đẩy vào với nhau nó thành một gia đình hay ho đâu. Còn mấy bữa nữa nó sẽ đỗ đại học, nó ra Hà Nội nó học, thôi có bố ở đây, bố con thuê cùng với nhau, hoặc thằng cu nó về nó ở gần mình, rồi bố con cũng díu dít, nhưng rồi con nó cũng sẽ trưởng thành, mình phải lo đời của mình. Vài năm nữa là cũng không còn làm được nữa đâu. Thế thì tìm ai đó có hoàn cảnh nó cũng nhẹ nhàng một chút, lý lịch nó cũng sạch sẽ một chút. Thôi thì người ta cũng chỉ có gãy đổ một lần, chứ không phải là yêu một cái cô mà đã bán hàng rong mà lại yêu 20 đời người yêu, xong rồi lại có gắn bó với cả một cái ông già mà cuối cùng cũng không thành công như thế thì khó mà có thể. Đặc biệt là cô là người vô tâm. Một người phụ nữ thật sự như cô ấy, có lẽ là cô ấy sống đơn giản, cho nên cứ bô bô cái mồm kể cho cái ông bạn trai của mình là anh em đã có bao nhiêu đời người yêu, em đã từng làm gì với cái ông nào, đúng không? Một cái người phụ nữ thông minh, không cần thông minh lắm, chỉ cần có trí tuệ thôi, người ta đã biết rằng điều gì nên nói, điều gì không nên. Nhưng mà cô này có lẽ là người lao động thật thà, hoặc là về nhận thức nó cũng không được sáng sủa lắm, thì cô mới cứ nhắc rồi mà lại cứ quên như vậy. Hoặc là đời cô cũng chả có cái gì để mà kể ngoài mấy cái mối tình ấy. Cho nên anh nghĩ rằng thôi, lúc mà đói gặp nhau níu lại để mà chia sẻ với nhau bắt cơm bắt canh thì được. Nhưng mà tính xa thì nên nghĩ lại nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đoàn. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ có nhiều niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống anh nhé. Vâng, xin chào anh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác với thính giả gọi điện từ Pleiku. Alo, xin chào thính giả. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, em lúc trước á, em có một đời chồng với hai đứa con đó chị. Xong rồi em sống được sang chia tay. Xong em ân người sau nhưng gia đình không chịu, mà có một đứa con nữa chị. Mà anh nói bây giờ cưới vợ khác, mà em không biết lý do gì mà anh không chấp nhận con của anh đó chị. Thế ạ? Dạ. Vâng. Đứa bé bây giờ thì bao tuổi rồi chị nhỉ? Dạ, đứa bé 11 tuổi rồi chị. Vâng. Và bây giờ mình gọi điện đến chương trình thì với cái mong muốn gì? Dạ, em nhờ anh Đinh Đoàn tư vấn giúp em, giúp em mấy vấn đề đó, em khó hiểu quá. Vâng, mình hiện nay thì rất là bối rối, không biết là sẽ giải quyết cái chuyện của mình như thế nào, đúng không? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn nhé, xem là anh có cách nào để giúp cho mình ấy không? Rồi, xin chào em. Nghe bà là con trai 11 tuổi mà giọng mẹ thì như là dân 9X thế, thế thật ra thì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 88 rồi ạ. Ừ, trẻ nữa. Thế xong rồi, cuộc kết hôn trước của mình cũng đã chia tay và có hai con đúng không? Dạ anh. Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay lâu rồi anh ạ. Từ 2009 đó em quen với người. Rồi chia tay từ 2009, lúc đó đã đủ có hai con rồi. Sau đấy thì mình lại quen một anh nữa, anh ấy rất là thích mình và hai người đã có con với nhau. Và cái đứa bây giờ là 11 tuổi đó, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thế nhưng mà gia đình anh ấy không đồng ý cho anh ấy kết hôn với một người mà đã ly dị chồng và lại có hai con riêng, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Và anh ấy thì lúc ấy anh độc thân hay anh cũng ly hôn ly dị? Dạ anh ấy đang người khác rồi, cưới người khác ạ. Rồi. Có hai đứa con ạ. Thế thì bây giờ thì anh lại đi lấy vợ rồi đúng không? Dạ anh cưới vợ và hiện giờ có hai đứa con ạ. Cũng hai đứa con rồi, hai người có còn liên lạc, có một tí tình cảm nào nữa không? Giai đoạn đầu thì mấy năm đấy là anh nói luôn liên lạc, em vẫn gặp gỡ nhưng mà về sau em không muốn gặp nữa.
Bởi vì anh đã có gia đình rồi, gặp gỡ cũng chả giải quyết được vấn đề gì rồi lại mang tiếng ra là mình thành người chen ngang đúng không? Thế nhưng bây giờ có lúc nào anh ấy thôi thì không gặp mình nhưng mà gọi điện hỏi thăm đến con rồi thỉnh thoảng có tí quà cho con không? Dạ không anh, chị nói không đây nè, em thấy buồn buồn tội thằng cu anh. Kiểu như là cũng vẫn gọi là ba con, ví dụ hồi ở với nhau vẫn chấp nhận là con ấy kiểu vậy, nhưng mà khi mà đi rồi là không có trách nhiệm, dạ như không muốn nhìn nó nữa, em cũng không hiểu. Có gì mà không hiểu? Người đàn ông bây giờ là có một người vợ chính thức, do có cưới hỏi đàng hoàng, có cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận, thì đương nhiên con mình sẽ trở thành là, mình cứ nói thôi, mong là cháu không nghe thấy, đó là con rơi, con ngoài giá thú, con mà do lúc mà còn chưa có vợ thì vướng vào một mối quan hệ rồi để lỡ. Nó là sai lầm của tuổi trẻ, ví dụ như thế. Và bây giờ thì có thể anh ấy đã giấu nhẹm đi cái chuyện này với cô vợ, chứ chắc anh không dám khai thật là... Dạ, đúng rồi anh, Đấy thì mình hiểu chứ còn gì, em cứ bảo là không thể hiểu. Anh ấy đi lấy vợ, anh đã nói dối vợ anh là chỉ có yêu em thôi. Bây giờ lại dám thú nhận với vợ là trước lúc mà lấy em anh có yêu một cô, nó bây giờ có con 11 tuổi thì trận lôi đình nó sẽ nổ ra rồi. Tất cả những gì anh ấy có thì nó sẽ bung bét ra, và điều đó thì anh không muốn. Mặc dù trong lòng có thể có lúc nào đấy chợt nhớ đến con, chợt thương đến em, nhưng mà người ta lại cũng có cái hiện tại của người ta, gia đình vợ con. Đặc biệt là người ta cũng có thể theo dõi từ xa, người ta thấy do mình cũng chịu khó làm ăn, cho nên là con của anh ấy nó không rơi vào cảnh bây giờ nó đang đi ăn xin. Đúng không? Đúng rồi anh ạ. Mình thì, giống anh nói. Mình thì mình thương con thì mình nghĩ rằng con nó có ba, thế nhưng mà ông ấy thì không thể nhận nó lúc này. Cũng có những người tệ bạc nhưng cũng có những người rất là thương con, nhưng mà gọi là lực bất tòng tâm. Thì mình cũng phải hiểu. Bây giờ thì thật ra thế này này, quan trọng nhất là hiện tại mình sống thế nào. Mình có ba đứa đúng không? Cái thằng cu mà với cái anh này thì là 11, thế còn hai đứa con của cuộc hôn trước nó lớn chưa? Dạ lớn rồi anh, cũng mười mấy tuổi rồi anh. Hai đứa con trai hết rồi. Ba thằng con trai? Dạ vâng ạ. Cuộc sống thế nào? Bốn mẹ con có vất vả nó không? Kinh tế thì làm sao? Có đứa nào nó còn tiếp tục học hay nó bỏ học mất rồi? Dạ có thằng cu mới bỏ học vài năm, cu giữa ạ, cu mà anh chồng trước Thôi thứ nhất là mình cũng cứ ơn trời Phật là mình cho đến giờ ba thằng cu lớn như thế. Quan trọng là giờ làm sao để mà nuôi được chúng nó ăn học, rồi hướng chúng nó tử tế. Bởi vì cũng có những gia đình có cả ba cả mẹ mà nuôi cả ba thằng cu giáo dục khó lắm ấy. Nó cứng đầu cứng cổ, nó bướng bỉnh. Thế làm sao để nó không xảy ra chuyện gì. Bởi vì chỉ ba đứa bây giờ là niềm vui duy nhất của mình đúng không? Dạ anh. Em làm cái gì để mà giỏi thế, nuôi được ba đứa con lớn súc như thế? Dạ, xong em cũng buôn bán, làm nghề làm sale, chào hàng tiếp thị. Thế nhưng cũng giỏi đấy, nhà cửa làm sao? Vững chắc, ổn định không? Dạ, nói chung em đang ở nhà ông bà ngoại, nhưng mà ông bà ngoại có cho mấy cái phòng mà dạy phòng trọ, có hai phòng ở trên đường trên kia. Mà em chưa lên đấy ở, nhờ nhà ngoại. Rồi. Cũng ba đứa con trai rồi, mai kia lo được ba cô con dâu nữa là mình cũng hết cả hơi. Này nói đùa chứ, hỏi thêm một chút, mình còn rất là trẻ. Mình có lúc nào mình sao xuyến với lại những người đàn ông, những người bạn trai mình gặp không anh. Thế á? Dạ không anh ạ. Khép chặt được lòng sớm thế. Dạ, do cái anh chồng trước á, ảnh cứ chửi quánh đập em vì uống rượu nhậu nhẹt, và em cũng khổ quá đó. Nên em chia tay, rồi em gặp anh này rồi, bây giờ là như vậy nữa. Thành ra mình cái ám ảnh, nói vậy thôi, nhưng mà thực ra thế này, mình thì nó cũng không may thôi. Có thể lúc này là cái tập trung lớn nhất của em là kiếm tiền nuôi ba đứa. Nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến cho mình cũng cố gắng vui vẻ. Cái gì quá khứ cho nó về quá khứ, ngồi đấy mà hận ông ấy là thế nọ thế kia, rồi xong đi tra hỏi là làm sao ba nó lại không quan tâm, ba nó không thế nọ thế kia. Túm lại là người ta ích kỷ và người ta không đủ dũng cảm để... Nếu ba nó bây giờ là tổng giám đốc, tiền nhiều, ba nó có thể làm chủ được gia đình, thậm chí ba nó có thể quát nạt được cái... Hay là có thể là chia sẻ được với cái bà vợ hiện tại rằng là thật ra là anh đã có đứa con riêng, bây giờ anh không thể bỏ rơi con anh được, anh có trách nhiệm với con anh muốn em phải chung lưng với anh để nhận nó, anh không đón nó về nuôi nhưng mỗi tháng anh cho nó 5 triệu, 10 triệu, rồi vân vân. Thì đấy là cái người đàn ông mà... Người ta đã phải đủ lực rồi cơ. Nhưng mà chắc cái ông này, bố của chúng nó cũng chỉ là cái người vừa vừa thôi.
mà thậm chí có khi còn lép vế trước các bà vợ thì có khi dám ho he. Nếu mà nói ra thế khi bính chính bố cũng phải ra đứng đường ấy, đúng không? Thôi thông cảm cho họ đi, họ không đủ mạnh để họ thương yêu và nhận con. Giữ gìn sức khỏe, quá khứ bỏ qua, tập trung vào để lo cho bản thân mình và lo cho các con. Rồi cuộc sống nó sẽ nguôi ngoai dần, cố gắng giữ gìn sức khỏe, không quá nặng lòng với chuyện quá khứ nữa. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống chị nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Xin chào thính giả gọi điện từ Thái Bình ạ. Em chào chương trình. Bạn có thể nói câu hỏi của mình. Em năm nay 45 tuổi ạ. Tại nên vợ có hai cháu gái rồi. Vợ em năm nay 37, mong muốn gia đình có thêm một em bé, nhưng mà thực ra là hai vợ chồng cũng lo lắng là sợ để em bé ra sức khỏe của em bé nó không được tốt thì xong lại đuôi nó ặt ẹo rồi cũng lo lắng này. Hai bạn lớn nhà mình chắc cũng lớn rồi đúng không ạ? Bé thứ hai thì năm nay cũng 5 tuổi. Và hai vợ chồng bây giờ thì lại mong muốn sinh thêm một em bé nữa. Là cũng do áp lực gia đình cũng mong muốn thì còn không xác định đẻ này con trai con gái lắm. Thực ra con gái cũng tốt nhưng mà đẻ ra thì cũng lo lắng là cái chuyện sức khỏe của bà mẹ, vì trước kia đẻ hai đứa là cũng bị mổ rồi. Tuổi của chị bây giờ thì cũng khá là cao rồi, 37 rồi. Nên là cũng lo lắng nhưng mà lại áp lực của dòng họ đúng không ạ? Nghe chương trình muốn điện lên tư vấn thì có gì cũng mong muốn tư vấn. Chúng tôi đã nghe câu hỏi của anh và bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Tôi chào bạn. Tôi cũng nghe câu chuyện của bạn với cả chị Huyền rồi. Đúng là áp lực rất là lớn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì sinh tiếp một bạn thứ ba này không biết là có được bạn trai hay lại là bạn gái, đúng không? Nhưng mà thực ra là con trai con gái thì cũng không lặng lề lắm, nhưng mà tức là lặng lề là lo lắng cái chuyện sức khỏe được con trai thì cũng là cứ tốt. Cứ nói thế thôi. Đến khi mà được con trai thì là sẽ dừng, nhưng mà nếu như mà lại sinh tiếp cô con gái nữa thì liệu dòng họ có cho dừng hay không, hay là lại sinh tiếp bạn thứ tư nữa, đúng không? Quyết định này nó cũng ở mình thôi, mà cũng mong muốn là thêm ba nữa thì cũng không phải là nhiều quá hay mà. Đúng rồi. Quan trọng là ba bạn kinh tế mình vẫn chịu được, đúng không? Thêm con thì cũng được, con trai con gái. Bởi vì sao? Bởi vì đừng có quá áp lực cho vợ. Vợ là người căng thẳng nhất ấy. Mình là đàn ông mình cũng căng thẳng, nhưng mà mình không phải chịu trách nhiệm chữa đẻ, cho nên là cái áp lực đối với mình nó khác so với vợ. Vợ nhiều áp lực lắm nhá. Và bạn nghĩ hoàn toàn đúng, tức là thứ nhất là sinh hai em bé kia mà đã sinh mổ thì thường sau một cái cuộc sinh mổ, cho dù là 5 năm rồi đi chăng nữa thì cũng đủ thời gian để có thể sinh em bé thứ ba rồi đấy. Nhưng mà đối với một người phụ nữ mà đã sinh mổ hai lần rồi thì khi mà có bầu tiếp theo, nó đến 99% là phải sinh mổ tiếp theo rồi. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cũng có nhiều những cái nguy cơ đối với người phụ nữ. Thứ hai nữa là vợ mình thì là 37 tuổi rồi. Và thường thì chúng tôi khuyên là phụ nữ mà sau 35 tuổi mà có thai á, thì rất nhiều những cái nguy cơ có thể xảy ra đối với mẹ và con. Và chắc chắn là bạn lo lắng nhất là không biết em bé đấy nó có bình thường hay không, hay là nó lại mắc những cái bệnh như là đau hoặc là mắc những cái bệnh khác. Thì mình đẻ ra lui nó eo ạt. Đúng rồi, mình sinh cứ lo lắng vì đứa con ấy. Chúng ra con trai mình cũng không xác định nặng lề lắm. Trai gái cũng là lớp trẻ rồi, va chạm nhiều rồi. Cũng không phải ở quê hay là những vùng sâu vùng xa phải con trai nghe, nhưng mà kể ra thêm một đứa cũng là tốt, nhưng mà sợ nhất là vấn đề sức khỏe nên đúng rồi. Điện chương trình đúng rồi, sinh nó ra không biết nó có khỏe mạnh hay là nó lại đau hay là nó lại mắc dị tật bẩm sinh một cái bệnh gì đấy, và mình nuôi nó không chỉ là vất vả đâu mà nó còn là sự căng thẳng về mặt thần kinh của nó, cũng ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống. Thế và đối với người mẹ cũng thế, người mẹ có thể có rất nhiều những cái bệnh lý mà người mẹ có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cũng như là nguy hiểm đến sức khỏe. Nhưng mà thôi, dù sao thì việc có con đó là việc do quyết định của hai vợ chồng. Và hiện nay cái việc sinh con thứ ba thì cũng không quá là căng thẳng như ngày trước nữa. Nhưng ở nhà mình thì cần phải chuẩn bị thật là tốt trước khi quyết định có thai em bé này nhé. Và việc đầu tiên là bây giờ thì cả hai bố mẹ đều phải đi tới bệnh viện có chuyên khoa hỗ trợ về sinh sản. Thì như Thái Bình là bệnh viện tỉnh cũng có khoa hỗ trợ sinh sản,
hoặc là bệnh viện Sản Nhi Thái Bình gì đó. Vô là... Sản Thái Bình là cũng tương đối tốt. Đúng rồi. Nó có Đại học Y Thái Bình nằm tại bệnh viện. Tốt rồi, đúng rồi. Thế thì tốt quá. Ừ, thế thì cả hai vợ chồng đều phải đi khám, người ta gọi là khám sức khỏe trước khi mà mình chuẩn bị có thai. Kể cả bố cũng thế, cho dù vẫn bình thường nhưng mà hiện tại có thể có những cái bệnh mà nó liên quan tới tinh trùng chẳng hạn. Tinh trùng nó có thể dị tật hoặc là tinh trùng nó có thể nó không khỏe thì tạo thành những cái phôi thai nó không tốt. Ví dụ như thế. Nói chung là ổn lắm. Và đặc biệt là vợ. Vợ phải đi kiểm tra xem là cái nội tiết tố của vợ còn tốt hay không. Tử cung của vợ sau hai lần mổ như thế nó có an toàn không? Cái niêm mạc của nó có tốt không để mà chuẩn bị cho việc tiếp theo có thai lần thứ ba hay không? Và đặc biệt là kiểm tra xem trứng của vợ nó như thế nào thì vợ cũng cần phải được đi khám. Và bước tiếp theo nữa là nếu như mà có thai tiếp thì vợ cần phải được theo dõi. Suốt cả quá trình thai nghén cần phải được theo dõi ở những cái bệnh viện có chuyên ngành về sản như vậy. Trong suốt quá trình thai nghén, đặc biệt là ở những cái tuần thứ 10 hoặc tuần thứ 12, vợ cần phải được làm nhiều những cái xét nghiệm để chẩn đoán trước sinh. Những cái này thì bây giờ rất may là y học tiên tiến rồi và cũng có thể phát hiện sớm được. Chẩn đoán trước sinh đấy. Để sàng lọc, phát hiện sớm những cái dị tật thai nhi thì tôi nghĩ là có thể sẽ cũng tạm yên ổn cho nhà em. Tuy nhiên cái quỹ thời gian của vợ cũng không còn nhiều nữa đâu nha. Thế cho nên là một nếu muốn gia đình mà nếu mà sinh thì phải sinh ở cái tuổi 37, chứ còn nếu muộn nữa là cái nguy cơ sản khoa nó cũng nhiều. Mọi quyết định nó cũng em cũng lăn tăn, em sợ nhất là cuộc sống bây giờ nó đang bình yên, mọi cái nó đang rất là ổn. Tuy nhiên là sinh ra em bé nó vất vả rồi, nó ảnh hưởng bệnh tật mà mình không lường trước được. Đúng rồi. Thế rồi cho nên là việc này có một cái cuộc sống gia đình nó vất vả. Sẽ rất xáo trộn đúng không? Thế chỉ vì thế mà việc quyết định có thai hay không nó là việc của gia đình em. Nhưng nếu đã quyết định là có thì rất cần có sự chăm sóc cũng như là sự giám sát của cơ sở y tế nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị. Xin chào anh. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo? Alo, thính giả của điện từ Hà Nội phải không ạ? Alo? Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Em có câu hỏi về gia đình ấy. Vâng, chị có thể nói rõ hơn câu hỏi của mình ạ? Vâng, thì chuyện vợ chồng con cái thì em thì anh cứ nóng tính này. Còn học bài thì anh cứ kiểu vuông con mình với hay nói ra chứ vợ chồng thành cứ lạnh lùng này. Thành nhà là nước tình cảm. À, thế chán. Vâng, về cái câu chuyện gia đình chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị xem là có cái cách nào giúp chị hay không nhá. Vâng ạ. Rồi, xin chào. Xin chào chị. Vâng, em chào anh ạ. Ừ, nhà mình là ở đâu? Em ở Hoài Đức, Hà Nội. Em làm nông nghiệp mà vẫn làm ruộng, chồng đi công trình. Chồng đi công trình, làm ruộng bởi vì thấy... Hai năm nay COVID thì ở nhà. Ừ. Có làm ăn thêm gì nữa không? Đâu không, anh ở nhà thì chung là thỉnh thoảng nó vẫn tôi đôi ngô đây. Rồi, các cháu lớn chưa? Nói thật thì bác là em có con rể rồi. Úi dồi, thế à? Là một con gái cuối đầu tháng 3. Thế chuyện là em sinh thêm cái bé thì em bây giờ có một lớp 4. Mình mấy đứa? Dạ, em được 3 cháu rồi nhỉ? 3 cháu, rồi, 2 cháu lớn rồi. Cháu con trai thì hắn lấy một, còn cháu lớn 99 thì cháu lấy chồng rồi ạ. Rồi, con gái thì lấy chồng, con trai sắp lấy vợ, sau này mình mới đẻ thêm một bạn út, là bạn đang học lớp 4 đúng không? Dịp này là cứ phải kèm cháu học online đúng không? Vâng ạ. Và bố nó thì đã không kèm thì thôi, còn cứ... Chồng em thì là con mới đang học lớp 3, thì anh ấy bảo là sau khi kèm được thì em bảo là không kèm được thì ba đứa con thì để em quan tâm, em dạy dỗ thì đừng nói vào, mà bây giờ một anh dạy một anh bênh thì chẳng nói rồi, đúng hết sợ. Ừ. Thật ra thì cái chuyện nói rằng bố mẹ dạy thì không cần thiết là mình phải học cao mình mới dạy được. Vì hiện nay là các cháu nó học online, bố mẹ nhắc để cho nó biết rằng là đến giờ học rồi này. Thế xong rồi mình ốp ở bên cạnh, mình nhắc nhở con ơi tập trung vào cô đang dạy, chứ sao con lại cứ vừa làm vừa nghịch này. Tức là mình giám sát, nhắc nhở về mặt kỷ luật thôi chứ cũng không có nghĩa là phải dạy gì nhiều. Vì đã có các thầy các cô. Những cái lúc mẹ làm như thế thì bố làm sao? Bố gây sự hay là bố mất trật tự hay là bố... Thì cái chuyện bên con đây. Cái hôm ấy là đồ hành 9-3 giờ chiều chủ nhật thì buổi trước cô giáo nhắn tin là cháu học tiếng thì em bảo chủ nhà để chơi cháu thì cái bé này em thì nó cứ dỗ nhanh khách thì em lại quật nó vụt nó cái da thì bố nó chạy đến bố nó chửi em úp vợ chồng cái thích mấy chẳng tháng thì chửi gì cái chửi sỗ sàng quá em bảo cái nghĩa này đọc nhau
nó cứ chán. Chả bỏ được đâu, gắm lấy nhau đến năm nay chắc là mình cũng phải muốn mấy rồi đúng không? Thế rồi. Lên năm 2 rồi, em 4 đấy. Năm rồi. Ừ, cũng chả bỏ được đâu, nhưng mà mình mới nói là ban nãy mình chê rằng là ông ấy nóng tính, nhưng mà thấy là mẹ cũng nóng tính đấy chứ. Thôi mình cũng phải thông cảm mà. Ông ấy học lớp 3 mà một cái ông mà suốt ngày đi công trình công trường, chỉ có ăn no vác nặng thôi, cũng chẳng bao giờ gần gũi với con để nó có cái ấm áp dịu dàng, chưa bao giờ kèm cặp con. Trong cái hoàn cảnh nhà mình biết rồi, không phải là mới lấy chồng gì để mà không biết. Tính ông như thế thôi, được cái kéo lại là chịu khó đi làm, đi ăn thôi. Còn thì chăm sự việc nhà thì dồn cho mình, rồi dạy con, dạy cái. 20 năm nay mình đã gánh cái công việc ấy, mình cũng quen rồi, chứ cũng chẳng phải là mới lạ gì, đúng không? 2 năm nay chủ yếu là bởi vì do Covid cho nên không đi làm được ở nhà, nhìn mặt nhau nó ngứa mắt. Em có khuyên, khuyên là đừng đi làm, bởi vì đi làm không có tiền thì đến hết đồ về. Ở nhà thì vẫn có việc, nhưng mà bạn gái này em hết nhất cái tích bọn con, bây giờ bắt là em làm thế nào. Mình cũng là phải xem lại, nếu mình dạy đúng mà ông ấy ra bên con thì mình có quyền nói. Nhưng mà nếu mẹ mà nóng tính mà mẹ tát, mẹ đấm con, mà ông bố, mẹ xót con, ông ra, ông đỡ con ấy, thì đấy cũng là cái tốt. Mình xem là cái việc mà mình dạy con nó có chuẩn không. Bây giờ em chỉ nói qua để anh chuyên gia biết. Bây giờ con mình sao kể cả 10 lần, 20 lần không bao giờ mình mắng mẹ từ vấn đề mà con phải hợp tác. Rồi. Người với mẹ. Còn bố thì em bảo là nếu như vợ có sai thì ông đừng bao giờ đánh trước mặt con để nó coi nhồi. Em chỉ có thương pháp của em đưa ra như thế rồi. Em thảo luận bao lần thế nhưng không nghe được, ông được cứ cục xúc. Dù chuyện nhỏ chuyện to là em nói con không bao giờ anh tán thành, mình cứ dài những hất bỏ dù là đúng hay dù sai. Dù chỉ có bằng cánh mà mình khuyên không được, mình dỗi nó dỗi thì đôi ra mức đến cô giáo cũng phải dùng dai. Em là bảo là cô giáo phải dùng dai để cho con lên người chứ. Mình là dùng roi chưa vấn đề gì cả. Thì cô giáo dùng roi rồi mẹ dùng roi rồi bố thì sát con. Kể cả em không đánh anh cũng chửi cú thì em vụt con đâu. Cho nên bây giờ em không biết mặt làm thế nào để anh phá cái kiểu như ống như thế. Cái thứ nhất phải hiểu rằng thế này, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. 52 tuổi rồi, chẳng có ai để uốn nắn ông ấy. Một cái ông gia trưởng ăn nói nó hơi cục xúc lại trở thành một người tế nhị, dịu dàng, lịch lãm, không có đâu. Người ta vẫn khuyên là chung sống với lũ. Lũ là một thứ rất kinh khủng, nó mà cuốn một phát đi thì cả cửa cả nhà trâu bò trôi lềnh phềnh. Mà rồi người ta có khuyên là bỏ làng mà đi đâu. Người ta chỉ khuyên là lũ đến đâu thì ta chạy đến đấy, hết lũ thì lại về. Mình cũng lấy nhau 20 mấy năm, tính ông ấy thô lỗ nọ kia, thôi mình né mình tránh. Ông ấy to tiếng thì mình thôi, mình không thèm nghe, giả vờ điếc, không có chấp vặt, không nói câu trước câu sau để nó gây sự. Ví dụ như thế, đấy chính là chung sống với lũ. Thế thì mình đã biết rằng ông ấy cũng chẳng giúp gì được trong cái việc mà uốn nắn dạy con đâu. Mình đã là bao nhiêu năm mình ôm lấy cái việc đó thì vẫn cứ tiếp tục, không cần. Bố nó này, ra mà xem con. Trời ơi, ông lại điên. Thế thì mình biết như thế thì mình chia sẻ làm gì với ông ấy. Thôi chỉ mong cho ông khỏe mạnh này, mong cho nó hết dịch Covid để bàn cho ông là có nhiều việc và đẩy ông đi làm đi. Làm quanh quẩn ở làng bên, làng dưới cũng được, không nhất thiết là đi xa. Đây là một trong những thứ mà là hậu quả của Covid, đó là khi mà mất việc xong ở nhà, vợ chồng mà cọ sát nhau nhiều là rất nhiều nhà cãi nhau chứ chẳng phải mỗi mình nhà mình đâu. Tỷ lệ mà các vợ chồng là chửi nhau, đánh nhau, cãi nhau rồi bạo lực rồi, thậm chí là có cả ly hôn nữa trong cái giai đoạn mà giãn cách xã hội này là khá nhiều. Nhà mình cũng là một trong những thế. Chứ em im em ghét, em có mùi riêng cơ. Chá ngủ cùng mà thành ra vợ chồng lấy mình thành ra cũng chán luôn. Rồi. Bởi vì anh cứ có cái tính thôi, không chịu được. Em còn vãi sống, em lễ sống mà. Tôi xin anh ba đứa con anh không dạy được thì để cho em dạy mà. Em có sai gì thì mức vắng quan anh ngồi anh góp ý đúng sai như thế. Ừ. Chưa bao giờ anh làm được như em nói ra. Thôi, thứ nhất là chắc cũng chả vì thế này mà bỏ nhau. Mà cũng chả hất tung cái nhà lên được. Quan trọng nhất là né tránh và chung sống. Tôi đã nói rồi, một cái hình ảnh này chung sống với lũ mà. Coi như ông chồng là cơn lũ đi. Thế thì lúc nào nó có lũ thì mình chạy lên sườn đồi mình đứng. Hết lũ thì mình lại tụt xuống, chẳng thể bỏ đi đâu được, đúng không? Vâng. Thế thì lúc ông ấy nóng thì mình thôi, không bàn chuyện lớn nữa. Con trai con đúng chẳng bao giờ nói đến nơi, cứ dở dạy dở không, mệt hết con người. Em thì thấy sát con, kể cả bây giờ bất nghĩ em vẫn cứ phải quan tâm. Thì cả con 2 giờ đến đi chơi không để thằng lớn ấy, em vẫn cứ quan tâm, vợ em cứ mặc kệ. Cái thằng nhà em cứ chắc. Cái thằng lớn là cái thằng mà sắp lấy vợ ở đấy đúng không? Đấy, cháu năm nay 20 tuổi rồi mà nó cứ ham chơi, nó chả đi học với anh gì mà. Chả đi làm nghề gì mà. Không học cũng không làm. Đấy, cái thằng cu với lại là đáng quan tâm chứ. Đó, còn em đang ông, cái ông bố nó có khi là còn chấp nhận là thôi thì nó cũng thế rồi.
Thôi, mình cũng chắc là chẳng thay đổi gì được nhiều. Cái thay đổi lớn nhất là thay đổi mình và né tránh thôi. Thế còn lúc mà ông ấy... Em chẳng biết sống kiểu gì, em chẳng biết lựa này. Mình không gây sự với cái người mà đã biết rằng mình nói một thì ông ấy nói hai thôi, chả thèm nói làm gì nữa. Thế còn em cứ yên tư, em cũng chẳng cãi như đứa khác nào gì, cãi nắng hay gì, im như em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Hy vọng rằng từ những cái chia sẻ và gợi ý của anh Đinh Đoàn thì chị sẽ khéo léo hơn để giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Xin chúc chị luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, em cảm ơn. Vâng, chào chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Vĩnh Phúc ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi anh Linh thôi ạ. Anh ơi, chồng em nó đi theo một cô con gái ở trên Thái Nguyên ấy. Bây giờ em làm đơn để cho bên ly dị, nhưng mà chả biết là có được không anh. Hai vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm rồi? 23 năm rồi anh ạ. À, thế à, thế hai bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay hơn 40 rồi, 42, 45. Bạn 42 và anh ấy 45 tuổi đúng không? Vâng. Thế là có mấy mặt con rồi? Em có hai mặt con rồi. Ừ, con các cháu lớn chưa? Con 20 rồi. Còn con bé năm lên 12 rồi. Rồi, thế bạn 42, anh ấy 45 tuổi, có hai người con đúng không? Vâng. Mà cháu lớn thì là 20 tuổi rồi đúng không? Vâng, vâng. Anh ta thì theo một cô gái ở Thái Nguyên. Vâng. Thế bây giờ thì bạn đang tính là có nên ly hôn hay không đúng không? Vâng ạ. Anh ta theo bao nhiêu năm rồi? Anh ấy mới theo được gần một năm anh ạ. Thế một năm qua thì anh ấy có về nhà không? Mấy tháng nay anh không về nhà nữa. Thế à, anh có liên lạc với con cái và vợ ở nhà không? Ít lắm, anh ấy không lâu lắm rồi em không liên lạc. Bây giờ tài sản ví dụ như là biệt đỏ biệt điếc là đã nhà cửa đất đai ấy thì anh ấy vẫn để lại cho em, nhưng bây giờ em không biết là nếu mà ra tòa thì em có được hưởng hết không hay là em phải chia cho anh ấy. Bây giờ tóm lại nếu ly hôn là bạn tiếc anh ý là tiếc đất cát hay tiếc nhà cửa, tiếc bia đỏ? Ý là nhà cửa đất đai ấy, thì là em có được hưởng không hay là lại phải chia ra? Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào. Vâng. Anh ấy trước đi làm gì? Anh ấy lao động ở nhà hay là cái dân... Anh ấy làm công nhân ạ. Công nhân. Mình ở đâu nhỉ? Mình quê mình ở đâu nhỉ? Em ở Vĩnh Phúc ạ. À, mình ở Vĩnh Phúc này. Thế xong rồi khi anh đi làm công nhân chắc là làm khu công nghiệp à? Ừ, vâng. Ừ. Anh ấy làm... Làm khu công nghiệp xong rồi quen với một cô gái ở Thái Nguyên đúng không? Vâng. Sau đấy thì chơi quen nhau ạ. Xong đấy thì theo cô ấy luôn. Mình có biết cô gái là cô thế nào không? Có chồng rồi hay chồng chết hay là bây giờ? Có, cô đấy lấy chồng 3 lần rồi nhưng mà bỏ không? Bây giờ chồng em bên mẹ cô ấy có nhà có cửa rồi. Thì là chồng em ở đấy luôn ạ. Tức là 3 lần cô lấy chồng mà đều là ly dị chồng. Vâng, vâng, bỏ nhau rồi ạ. Vâng, bây không, giờ cô là... không có con cái gì đúng không? 3 lần lấy chồng không có con. Có một đứa con gái. À, rồi. Vâng. Thế nhưng mà cô là người độc lập tự chủ. Hiện nay cô có nhà riêng, hai mẹ con cô ấy ở đó. Cho nên là ông xã như mình thích cô thì lên đấy ở luôn vào đấy. Vâng, vâng. Và chắc cũng vẫn đi làm bình thường cứ như vợ chồng với vâng, vâng. Như gia đình đúng không? Vâng. Và nhà thì không gửi tiền, gửi nong gì về cho con. Mình có hỏi anh ấy về cái chuyện là thế thì bây giờ anh tính thế nào không? Anh ấy cứ bảo là bây giờ anh về nhà cái chuyện này chuyện kia anh ấy thì không sống được nữa. Anh ấy bây giờ anh ở thôi. Còn bây giờ nói đi nói lại anh họ hàng cũng nói thì anh ấy không nghe. Thế thì trước cái lúc mà anh ấy bỏ đi với này, cái cô ấy thì cuộc sống rồi tình cảm vợ chồng nó như thế nào? Có đánh đập cãi nhau thường xuyên đến nỗi mà chán không đời ạ. Đi gì không? Không ạ, không vợ chồng không gì cả. Không thì hôm trước anh ấy đi thì trước đây anh thì long thì chưa cho em thẻ tất cả em biết trong gia đình. Nhưng anh ấy đi lại về anh ấy cứ đòi thẻ giả cho anh ấy. Thì em bảo anh trả lại anh biết một tuần cam kết cho em đấy là lại toàn bộ tài sản cho em thì anh ấy bảo là thì anh ký luôn, em viết xong anh ký luôn. Thứ nhất là thế này. Vâng. Bây giờ thì tôi chưa nói đến chuyện là sẽ ly hôn thì sẽ chia đất đai nhà cửa tài sản thế nào. Nhưng mà mình có còn tình cảm với anh ấy không? Mình có hy vọng rằng anh ấy đi. Thật ra thì một cái người đàn ông cũng ngót 50 tuổi rồi, cũng vợ cũng con cũng 20 tuổi rồi.
Thế và cũng có thể rằng là sau một thời gian chung sống, tình cảm vợ chồng nó cũng nhạt đi, rồi nó nhàm, nó chán, nay lại vớ được một cái cô này, cô lại đáp ứng được những cái nhu cầu tình cảm cũng như là về nhiều thứ của anh ấy, khiến cho anh ấy cũng mê mẩn đi. Mà rồi đấy, vợ mình, con mình thì bỏ xong lại đi, đi với cái cô mà cái cô cũng nhiều lần bỏ chồng rồi, xong lại giờ lại đi chăm nuôi con cô ấy, thì có phải rằng là dại dột không? Nó mê cô đấy còn trẻ lắm không ạ? Ba đời chồng rồi cơ mà, đúng không? Không phải là một cô gái mới lớn dại dột để bập vào. Mình có nghĩ rằng là thôi cứ kệ ông ấy, bây giờ thì mình có ly hôn cũng chẳng làm cái gì, nhà cửa tan nát đất đai cũng phải chia bôi rồi, con thì lại thế nọ thế kia. Tất nhiên các con bây giờ thì không phải chia nữa đâu, hai con nhà mình hoàn toàn trưởng thành và các con tự quyết định là ở với bố, ở với mẹ hay là chẳng ở với ai nhá. Đấy là về con, cho nên là không phải lo lắng. Cái việc thứ hai thì mình cũng 50 tuổi rồi. Mình cũng... Em 43. Rồi, thế có hy vọng là đi bước nữa không, nếu ly hôn ấy? Em cũng không nghĩ là đi bước nữa đâu, bởi vì em có một trai một gái rồi. Nhưng em nghĩ là bây giờ cho anh một con quyền lựa sống như thế nào. Tức là mình muốn trừng phạt anh bằng cách là lấy hết tài sản, để sau đấy là anh mới trắng mắt ra rằng là không có tiền thì em gái nó có theo nữa không, cái gì? Vâng, em muốn lấy hết luôn. Còn để cho anh ấy một mình, anh dáng tay cho anh ấy ra đi một mình. Ví dụ như hai vợ chồng phải làm cái giấy là tôi tình nguyện ly hôn và tôi để lại toàn bộ tài sản này cho vợ con tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Và cái việc lập cái văn bản ấy là phải ở một cơ quan công chứng nhà nước, một cái cơ quan mà có thể có quyền xác nhận đúng, là để tránh trường hợp là một tay mình cầm dao, một tay thì dọa rằng là có ký không, không ký thì cho một nhát. Cho nên là cái này liên quan tài sản mà, cho nên người ta không tin mỗi cái giấy mà mình viết xong rồi anh ấy ký lòng nhoằng vào đâu. Vâng. Thế này nhá, về mặt nguyên tắc thì mình cứ viết đơn, trong đơn mình cũng trình bày cái phương án phân chia tài sản. Còn về mặt con cái thì chúng tôi là các cháu đã lớn, đã trưởng thành, đã đủ là những người công dân trên 18 tuổi, các cháu có quyền tự quyết. Thế còn về đất đai thì hiện nay chúng tôi có một mảnh đất như thế, với cái gắn liền với lại cái nhà ở như vậy. Và thuận tình rằng là tôi sẽ ở lại ngôi nhà này, anh ấy ra đi và không phải bồi thường hay đưa bất cứ một thứ gì cho anh ấy. Đấy là tòa như thế. Thế còn thì đến lúc ra tòa, nếu như không có ý kiến gì thì người ta sẽ chia theo luật định. Thế còn thì có ý kiến của mình thì người ta xem xét, nhưng không có nghĩa là tất cả cái gì mình nói người ta cũng nghe đâu. Có những thứ mà ngộ nhỡ ra ăn đấy, rồi người ta nói rằng nó lú còn có chú nó khôn. Sẽ có những người mà người ta xui anh ấy chứ. Anh ấy lúc ấy là chỉ cần muốn là thoát được khỏi gia đình để đi với lại cái bạn gái kia, thì anh nói rằng anh chả cần gì, chỉ anh nghĩ là cái thân xác của anh là quý giá nhất rồi, đi đến đâu là cũng có thể kiếm ăn được. Nhưng mà rồi có người nói chứ, nhất là cái cô kia, cô nói rằng anh dại thế, anh có nhà cửa đấy. Hai nữa là khi một người đàn ông trắng tay thì có khi giá trị nó cũng giảm đi một tí đấy, chưa chắc là ông ấy đã đồng ý đâu. Lúc điên lên chỉ muốn cho mình khỏi nói lèo nhèo thì ông ấy nói vậy thôi. Nha. Thế thì làm đơn, trong đơn trình bày rõ và mời anh ấy về ký. Còn nếu anh ấy không về ký thì mình cứ gửi đơn phương lên tòa án nhân dân huyện. Mình ở huyện đúng không? Vâng. Gửi án tòa án nhân dân huyện và người ta sẽ làm các cái bước theo những thủ tục nhất định nhá. Vâng. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Dạ vâng. Vâng. Em muốn hỏi chị rằng là em bây giờ là năm 2022 rồi. À. Và cái khoảng 3 tháng em muốn gặp một cô bạn gái. Mà cô chắc em một giáp năm cô ấy cũng 10, à, cô 3 tháng tuổi. Vâng. Mà cô đã có gia đình, có một con rồi. Và bây giờ em thấy là em chỉ mang một cái tình cảm tương yêu của ấy. Tại vì vợ chồng của em với tâm sự cô ấy, hai lần cô nói là vợ chồng cô ấy cũng được hòa hoãn trong vòng khoảng 8 năm nay. Vâng. Còn xin lỗi anh năm 2 thì đã có gia đình chưa ạ? Dạ, em có gia đình rồi. Em thì 2 cháu lớn cả rồi. Cháu 30, cháu 2 tháng rồi. Vâng, bây giờ thì lại có tình cảm với một cô kém 12 tuổi đúng không ạ? Vâng, vấn đề của anh sẽ được chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn tư vấn ạ. Xin mời anh Đoàn. Rồi, xin chào anh ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Là mình là có cháu đã 30 rồi hả? Nó lấy vợ chưa? Em lấy vợ đấy chứ. Cháu trai 30 và cháu thứ hai là 28. Thế hạ vâng. Thế xong rồi hoàn cảnh của mình thế nào nhỉ? Dạ, em thì lái xe, em thì chỉ em lòng yêu thương cô ấy là mà tình cảm anh em thôi. Rồi, mình thì thương anh như là anh em thôi. Thế nhưng mà bà xã nhà mình thế nào? Không, bà xã nhà mình thì tình cảm, tại vì em là lái xe mà.
Rồi, tức là thực ra này này, mình có vợ, có con, mình lái xe, mình đi đây, đi đó, và mình gặp một cô kém mình 12 tuổi, cô thì mới ly thân chồng trong 8 năm nay thôi, tức là vợ chồng cô không hạnh phúc, và anh em thì ngồi chuyện trò tâm sự nước non, thế mình thì cũng nói là mình thương cô ấy, thương với tính chất như là cô em gái thôi, nhưng mà cô ấy thì lại hơi thích mình quá, cô là không nghĩ là thương như là ông anh trai. Thế xong rồi thế nào rồi? Đã làm cái gì an ủi nhau nào rồi? Cô muốn là làm em gái, mà cô muốn làm coi như là người bạn lâu dài của anh ấy. Bạn thân lâu dài. Mình thì coi như là cô em gái, còn cô không muốn làm em gái mà muốn làm em yêu. Thế xong mình có nhận lời không? Dạ, nói chung là nhiều lần cô đã tình nguyện với em rồi. Tình nguyện rất nhiều lần rồi. Mà em cũng không chết nổi rồi. Rồi, tóm lại là cũng đã có ăn nằm với nhau đúng không? Vâng. Thế xong bây giờ thì làm sao? Rồi, em muốn hỏi là em muốn như là giữ lại tình cảm anh em thôi, cô không muốn ạ. Thế nên em muốn mà chúng ta giúp đỡ em với tình cảnh này. Ra nói cô nói nếu không đến với em là cô sẽ chết. Mà trước khi chết cô báo tất cả những gì mà cô đã làm với em. Nên là khó khăn như vấn đề này. Thứ nhất là cô ấy hiện nay là vẫn là một người phụ nữ có chồng về mặt danh nghĩa, có thể là cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, nhưng ông chồng ông vẫn ở đâu ở đó đó, đúng không? Mình thì là một người đàn ông đang có gia đình, hai người quý mến nhau, thích nhau, nó cũng là cái tình cảm cũng tương đối tự nhiên, nhưng mà cái việc mà đi sâu đi quá đà thì hoàn toàn chắc chắn là đây ta gọi là cặp bồ đấy. Mà nếu bà vợ mình biết thì mình là ngoại tình. Thế còn thì nếu như cái ông chồng của cái cô kia, có thể 8 năm nay người ta không đụng gì đến vợ, nhưng nay có ai đó mách rằng là vợ mày lại đi cặp với cái ông lái xe ấy. Người ta mà phát hiện ra được ấy, là rồi mình cũng nói là kiểu dân dã là ăn đòn. Bởi vì à, mày gọi là gì tán tỉnh vợ tao, rồi mày thế nọ thế kia vợ tao. Lúc đó mình không thể cãi được là thật ra thì tôi coi cô như là em gái, nhưng vì cô cứ thích tôi. Cái đấy là cái chuyện hết sức riêng tư. Thật ra mình mong muốn là cô em gái, nhưng mà cô không chịu làm em gái và lại cứ đòi tiến xa, và xa thì không thể xa được nữa. Bởi vì ở đây thôi thì anh đã nói rằng là mình không cưỡng nổi cái sự ham muốn thì thôi, nhưng mà không cưỡng một lần, chứ còn nếu mà cứ ăn tham là không được. Đấy, vấn đề đó là càng lâu dài thì anh càng làm cho người ta kỳ vọng, bởi vì cô ấy chắc chắn phải thiếu thốn tình cảm với người chồng, và người ta lại hoàn cảnh là không bỏ. Nếu mà bỏ nhau rồi thì người ta sẽ đi tìm người đàn ông khác ngay, nhưng mà đây là hoàn cảnh cụ thể thế nào thì không rõ, thế nhưng mà người ta không chia tay nhau. Và chắc chắn là người ta thiếu thốn một người đàn ông, người ta không cần một anh trai. Và anh thì đã đáp ứng được cái việc đấy. Và càng lâu dài thì gọi là thân nhau, quen nhau rồi nó ăn, nó bén mùi rồi là người ta không dứt ra được. Là đến lúc mà mình đột ngột mình ra đi là người ta sốc ấy. Vâng, tại vì em chắc là anh biết rằng là chồng cô năm nay là có khoảng 47-48 cân thôi, cao khoảng 1.5 thôi. Chồng bé nhỏ, vâng, cao 1.5 là 47-48 cân, không đáp ứng được cái nhu cầu. Còn em cao 1.75 là 74 cân. Rồi, tất nhiên thì là để lại cho người ta ấn tượng đẹp rồi. Bây giờ tự nhiên đang ngon đang lành, tuần được 1-2 lần, bây giờ lại rút lui thì người ta cũng sốc, và người ta dọa rằng là anh mà bỏ em là em sẽ chết, đúng không? Vâng. Chả chết đâu, thật ra thì mình mới gặp chứ còn bao nhiêu năm nay chả có mình, người ta cũng sống cả đấy chứ có phải là gắn bó nhau. Mình cứ phải xác định thế này này, cái vụ vừa rồi ấy, coi như là thôi ăn vụng, mà ăn vụng thì không nên ăn đi ăn lại, ăn mãi ở một cái chỗ rồi đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Mà ma thì biết là người ta sẽ làm gì đó. Ma mà gặp ma là người ta đã đập đấy. Mà khi đó thì nó vỡ lở ra rồi, mình hai thằng cu con trai toàn 28-30 rồi, nó có vợ có con rồi, rồi tất cả những cái gì mà mình có được suốt cả cuộc đời mình xây dựng rồi nó sẽ tan vỡ mất vì một cái rất không đâu vào đâu. Mình đã xác định mình chẳng phải yêu cô, mình chỉ coi như cô em gái. Mình giãn dần ra. Bởi vì cứ ôm cô rồi ngồi bên cạnh cô mà làm cho cô thích, xong lại nói là thôi chúng mình phải dừng lại thôi. Anh thấy thế nào đó thì người ta không dừng được. Thế nhưng mà đợt này Covid chỗ anh lại có F0, anh lại đang bị đưa ra Vân Đồn cách ly 21 ngày, xong tới đây là có khi còn bị là đưa ra Móng Cái công tác vân vân. Tức là mình cứ giãn dần cái mối quan hệ. Mình có rất nhiều lý do, rất là may của mình là cũng xa cách, cộng với lại cái nghề nghiệp của mình nó cũng phải đi xe ra cổ. Thế xong rồi khi mà người ta bị bỏ đói lâu ngày rồi thì rồi người ta sẽ phải tự lo cái đời của người ta. Người ta sẽ chẳng được ăn được ở chỗ này thì người ta cũng phải nghĩ đến chuyện tìm ở một chỗ khác, đúng không? Vì thật ra mình cũng mới xuất hiện ở trong đời người ta, chứ chẳng phải là đã gắn bó 8-9-10 năm nay đồng hành với cô ấy, hôm nay tự dưng rút lui gì đâu. Thế còn thì cái người phụ nữ mà người ta đang đói khát với cái ông chồng 1.5 nặng 37 cân ấy, nay lại gặp một ông cao to lái xe mà làm quật cường thì người ta thấy nó thích thú quá và người ta chưa muốn dừng. Còn đợi thì người ta chán thì biết đến bao giờ, đúng không?
Mình biết rồi, gọi là vui quá chừng, dừng đúng lúc. Thì cứ gọi là đây, trường hợp này là cũng giống như người nghiện rượu ấy, say rượu đi ăn nhậu ấy, uống thêm hai chén nữa là say. Thôi thì mình dừng lại cái lúc mà đang chính choáng để còn ra về được, đúng không? Dừng lại nhá. Cố gắng giữ những cái mình đang có. Vâng, chúc anh có một cuộc sống bình an và hạnh phúc ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo. Cho tôi muốn hỏi bác sĩ là cái tình trạng của tôi là trước nó đi khám và bác sĩ bảo là cái vị tinh hoàn nó bên bây giờ nó trở thành như là có ba hạt. Vâng. Nhưng mà trước kia tôi khám thì bác sĩ bảo là khi nào nó lớn lên là thì là kiểm tra sau. Sau khi nó lớn mà tôi kiểm tra thì bác sĩ bảo bây giờ là không mổ được. Mà xét nghiệm thì nó không có một cái dấu hiệu gì cả. Vâng. Thấy có cái băn khoăn là tôi muốn hỏi bác sĩ có những cái chia sẻ giúp tôi với. Vâng ạ, xin rất là chia sẻ về cái tình trạng sức khỏe hiện nay của anh. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện và chia sẻ với anh nhé. Xin mời ạ. Chào anh. Anh ơi, xin hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi năm nay 50. À thế ạ. Thế thì cái lần trước mà anh đi khám ấy, mà nói rằng là tinh hoàn có 3 cái hạt, đúng không ạ? Và gần đây nhất đi khám thì bảo là không mổ được. Thế thì hai cái lần đấy cách nhau bao nhiêu lâu anh? Cũng vào 5 năm. À, 5 năm rồi, đúng không ạ? Và anh có nói rằng là cũng xét nghiệm các thứ thì không có gì cả. Thế là có nghĩa là như thế nào ạ? Khám ở bệnh viện rồi đến huyện thì và xét nghiệm thì bảo là cũng chỉ là cái việc bình thường. Vâng. Về bác sĩ ở đấy cũng tỉnh thì bảo là mổ luôn. Vâng. Còn bác sĩ và nội thì bảo là cái này để to thì mới được, để to thì xét nghiệm thì là nó chỉ là cái việc bình thường, nó không có gì nguy hiểm. Vâng. Nhưng mà ở tuyến huyện thì sợ là mổ, sợ nó ảnh hưởng tới cái đường sinh sản, cho nên là cũng chưa dám mổ. Thứ ba về nước thì bác sĩ bảo là chưa. Vâng ạ, anh ơi, cái hiện tượng mà tinh hoàn của anh có vấn đề như thế thì nó có ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt của anh không? Ví dụ đi tiểu thì như thế nào ạ? Vẫn cứ bình thường. Nó có đau không anh? Không đau mà không có gì. Vâng. Nó băn khoăn là sợ nó có u hoặc là có vâng. Vâng. Ảnh hưởng về cái chất lượng. Vâng. Thế thì bây giờ có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng gì đó không ạ? Thì cái chất lượng nó không có gì, thế là tạo biến chứng cho anh, vâng. Nó sẽ suy giảm cái lượng tinh trùng thì là nó ảnh hưởng vào cái vô sinh, nên là muốn là bác sĩ là tìm đến giúp. Vâng, anh ơi, vấn đề của anh là hiện tại thì ở tinh hoàn của một bên nó có 3 cái hạt, anh đi khám. Thì ở bệnh viện tỉnh thì có nói rằng là mổ luôn đi, đúng không ạ? Nhưng mà chắc là cho nó chắc chắn à? Thì anh lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội, đúng không ạ? Vâng, thì ở trên bệnh viện Việt Đức Hà Nội lại nói là để khi nào nó to thì mổ. Bây giờ cái phần quyết định là thuộc về anh. Nếu anh muốn mổ ở bệnh viện Việt Đức thì là họ không mổ. Bởi vì dưới cái con mắt chuyên môn của họ thì to nữa hãy can thiệp. Bé như này can thiệp làm gì? Thế còn ở bệnh viện tỉnh thì họ bảo bé cũng mổ. Còn lại là anh thì cũng phân vân. Vì không biết là để lâu thì nó có vấn đề rồi nó ảnh hưởng đến tinh trùng hay hả anh? Vì cái tinh hoàn là nơi sản xuất tinh trùng thì nó có thể ảnh hưởng và sợ dẫn đến vô sinh. Anh ơi, hỏi về gia đình tí, anh có cháu nào chưa ạ? Báo cáo là mới có một cháu gái. Vâng, thế và cháu gái bao nhiêu tuổi ạ? Cháu năm nay sinh ra là 03. Thế anh có ý định là sinh thêm một cháu nữa không ạ? Em muốn sinh thêm băn khoăn. Thế ạ? Cùng chất lượng rồi là. Vâng, thế sao bao nhiêu năm rồi mà không sinh nhanh lên, sớm lên? Cũng vì chuyện hoàn cảnh mà thế. À, thế ạ? Thế bây giờ thì muốn sinh thêm, đúng không? Về cái băn khoăn của anh là nếu chỉ sợ cái nhân đó, không biết là nang hay dịch, theo anh nói là một cái nang nước ở tinh hoàn, thì theo các bác sĩ ở chuyên môn thì là chưa có ảnh hưởng gì và chưa cần thiết mổ.
sức khỏe hiện tại của anh thì các cái hạt đó ở một bên tinh hoàn nó cũng không làm phiền nhiễu gì anh cả. Tức là đi tiểu rồi là đau đớn nó không có ảnh hưởng gì cho sức khỏe của anh hoặc là chất lượng sống của anh. Kể cả cái chuyện thầm kín ấy, anh bảo nó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng anh có nguyện vọng là có thêm một em bé nữa, đúng không ạ? Tuổi 50, và anh sợ rằng là nó sẽ ảnh hưởng. Thì thưa anh, thực chất là tinh hoàn là nơi sản xuất tinh trùng thật. Tuy nhiên cứ cho là cái bên mà có ba nang kia kìa, nó hoạt động kém đi, thì cái bên còn lại nó vẫn cứ hoạt động và nó vẫn cứ có khả năng sản xuất ra tinh trùng để đảm bảo cho cái việc mà anh có thể thực hiện được cái nguyện vọng của anh ấy. Thế còn lại cân nhắc đi ạ. Nếu sức khỏe tất cả mọi chuyện đều bình thường và chưa cần mổ gì, kể cả việc sinh con, nếu anh muốn vẫn cứ có khả năng, chứ không phải do ba cái nang kia nhá. Thế thì anh cân nhắc kỹ rồi quyết định xem là mình có can thiệp hay không can thiệp anh nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp cho anh có được quyết định để giải quyết vấn đề sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Chị ơi, cách đây 5 năm em có sinh cháu sau ấy. Xong bây giờ nhà em không dùng cái phương pháp tránh thai nào, nhưng mà không đi có bầu trở lại chị ạ. À, tức là bạn hỏi hai vợ chồng đã sinh cháu được 5 năm và không dùng biện pháp tránh thai nào, tuy nhiên đến bây giờ thì vợ cũng không có bầu. Vâng. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Chị cho em. Em ơi, tức là cái mong mỏi có con thì mới gần đây mong mỏi và mới phát hiện được ra là cái chuyện đấy đúng không? Nhà em nó cũng thuộc dạng tiếp người cũng khó có bầu thì là bác sĩ ạ. Cách đây 5-6 năm ấy ạ, bọn em có khi mà cưới nhau xong thì có bầu, tức là em cũng không dùng biện pháp tránh thai gì nhưng mà rất khó để mang bầu. Bọn em có ra bệnh viện phụ sản trung ương khám một lần. Thì các bác sĩ có nói là một bên ống dẫn trứng hẹp chị ạ. Thì em thì cũng uống thuốc theo bệnh viện phụ sản trung ương và theo các chỉ định của các bác sĩ. Nhưng mà cũng không có bầu. Nhưng mà cũng kiểu có bệnh thì vái tứ phương. Có mấy cái bà vào mách cái bà thầy nang ở trên dân tộc. Nhà em uống thuốc thì tự dưng lại uống thuốc đó tự dưng lại có bầu. Thì lại sinh cháu được. Bây giờ thì 5 năm rồi. Em cũng không dùng biện pháp tránh thai gì mà cũng chả thấy có bầu chị ạ. Thế thì như này, mà tức là cái việc mà khó có bầu ấy thì trước kia cũng đã đi khám và được chẩn đoán là bị hẹp một bên ống dẫn trứng, cũng uống thuốc theo bệnh viện phụ sản trung ương nhỉ. Nhưng mà vẫn cứ không có bầu. Thế và sau đó thì uống đông y hay là gì đó thì lại có hiệu quả ấy. Và khi mà uống thuốc của bà Lang đó ấy, thì mình đã có một con. Và bây giờ mình mong muốn có một con nữa. Thì một là mình đi lại bệnh viện phụ sản trung ương, là cái nơi mà cũng là đầu ngành về phụ sản khoa ấy, và chữa vô sinh ấy. Đấy, thì để xác định lại xem là cái sức khỏe của vợ, sức khỏe sinh sản của vợ như thế nào, các cái ống dẫn trứng ra làm sao, đúng không? Mà thả đi như thế cũng không được. Nhưng mà câu chuyện nó có thể là cũng không có lời giải. Bởi vì trước kia nó cũng còn không có lời giải. Huống hồ rằng là bây giờ 5 năm lại để thêm 5 năm nữa thì nó cũng khó. Về cái khía cạnh gọi là Tây Y á, là nó có khó khăn rồi. Trước kia chỉ hẹp có một bên mà can thiệp mà uống thuốc không có hiệu quả. Vậy thì cái bên hẹp vẫn cứ đang hẹp, thậm chí còn hẹp thêm một bên khác nữa và vợ em rơi vào tình trạng vô sinh thứ phát. Thế thì cái cách giải quyết, một là lại đi theo cái con đường mà mình đã thực hiện để có được một con ấy. Nếu như mình thấy rằng là đấy cái hồi bà Lang như thế là có tác dụng. Hai là mình lại đi can thiệp theo cái hướng điều trị vô sinh của bên Tây Y. Đó. Thì lúc đấy mình phải đi khám xét đầy đủ để tìm hiểu nguyên nhân nó có phải do tổn thương thực thể hay do nội tiết hay do vấn đề gì. Thì lúc đó người ta sẽ xác định được cái hướng điều trị hoặc là can thiệp để điều trị bệnh để sinh con được tự nhiên. Hoặc là muốn có con thì là phải đi thụ tinh nhân tạo.
Còn nếu không thì thử lại tìm lại cái số địa chỉ của bà Lan kia xem nhé. Hình như là nó có duyên gì đó với cái bài thuốc đấy. Mà mình đã có được kết quả rồi thì thử xem. Nếu không được mà vẫn cứ quyết tâm có con thì mình đi sang Tây Y để thụ tinh nhân tạo. Thì nó cũng là một phương án khác em nhé. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Hy vọng rằng vợ chồng của anh sẽ sớm có tin vui ạ.